Chào các bạn. Mọi người nhìn thấy cái màn hình mình chia sẻ không nhỉ? Nhìn được ạ. Có cô ạ. Ừ rồi, cảm ơn các bạn. Đây là cái kết quả của cái phần thi trắc nghiệm đúng không nào? Thì đây, cái đây là mốc mốc của những cái bạn mà từ 6 trở lên, là phía bên phải là từ cái cột này đổ lại này, thì mình thấy khoảng 50% số các bạn tham gia thi thì đạt được cái điểm là từ 6 trở lên, và ứng với đấy thì 50% còn lại thì là ở cái mốc dưới 6. Thì với cái kết quả này nó cũng thế nào, mọi người cảm nhận cái đề thi trắc nghiệm thì nó như nào, khó hay dễ hay như nào, hay thời gian nó ngắn quá? Thời gian hơi ngắn thật ạ. Hơi ngắn à? Còn về về độ khó chắc là nó không không khó, chỉ có cái các bạn chưa kịp, có thể là chưa kịp hiểu câu hỏi thì đã phải trả lời đúng không nào. Đôi khi có những cái câu họ mang tính kiểu lừa là chính, tức là nó cứ na ná giống nhau, nó chỉ khác nhau ở một vài điểm đúng không nào. Mình xem qua những cái bạn mà điểm rất là xuất sắc từ 8 trở lên xem các bạn làm như thế nào ấy, thì là các bạn cũng chắc là cũng do cái thời gian nó áp lực nên các bạn cũng bị nhầm lẫn ở trong những cái câu hỏi như thế. Còn mình thấy đa số các bạn đều làm đúng phần bài tập. Kết quả này cũng giống như kết quả những cái năm trước, không khác lắm. Tức là đây là cái bài kiểm tra đầu tiên các bạn, rất nhiều bạn cũng phản ánh lại là các bạn chưa quen với cái kiểu như là cứ làm một câu là phải nộp luôn kết quả ấy. Mình làm như thế, thứ nhất là cũng để đảm bảo cái an toàn cho các bạn, thứ hai là cũng để cái công bằng, đúng là chúng ta không có thời gian để trao đổi với nhau. Chứ còn nếu mà để các bạn thoải mái quay đi quay lại câu hỏi, các bạn sẽ trao đổi với nhau, thì lúc đấy cái nhìn cái phổ điểm nó sẽ khác luôn, đúng không nào? Với cái bài thi này thì phần trắc nghiệm có thể là đến cái điểm tổng kết cuối cùng mình sẽ cộng lên cho các bạn một chút theo cái phổ điểm. Ví dụ như đối với mình nhìn thì là điểm 8 trở lên không nhiều đúng không nào, thì là cái điểm trắc nghiệm các bạn có thể được cộng thêm tầm 0,5 đến 1 điểm gì đấy để tăng đẩy cái mặt bằng, tức là cái số số bạn mà nó được 8 trở lên nó phải là một con số tỷ lệ nó cao hơn. Còn hiện tại mới có cả lớp mới có 4 bạn là 8 trở lên, tức là cái phần trắc nghiệm đối với các bạn là vẫn là mình để cái thời gian như thế là nó khá khó khăn với các bạn đúng không nào. Thì cái điểm trắc nghiệm này sẽ được các bạn đã cộng lên. Nhưng mà kể cả cộng lên như thế thì những cái bạn mà dưới dưới 4 như này này, từ từ cái điểm 4 4 rưỡi trở xuống này này, thì là thực sự vẫn là những cái trường hợp đáng báo động, thì vì là chúng ta là gần như là không nắm được bài. Số lượng câu hỏi rất nhiều nhưng mà các bạn sẽ thấy là bạn phải trả lời sai một tỷ lệ rất lớn thì bạn mới có cái điểm 4 4 rưỡi trở xuống như này đúng không? Thì nghĩa là gì, mình vẫn khẳng định là các bạn nếu mà không học bài hàng tuần kèm theo là không luyện tập, mà các bạn chỉ trông chờ đến lúc trước khi thi các bạn đọc qua một chút tài liệu, rồi đến lúc thi các bạn vừa thi vừa vừa lấy tài liệu ở đâu đấy, thì chúng ta sẽ không kịp đúng nào. Tại vì đối với môn này, đặc thù của môn này, mọi kiến thức cũng như là cách chúng ta giải quyết bài tập ấy là lần đầu tiên các bạn làm quen với cái cách thức đấy, nên chúng ta chưa quen, rồi khái niệm rất nhiều. Nếu mà chúng ta không không chủ động học hàng tuần thì chúng ta không thể có cái kết quả cao được. Đấy là cái khẳng định của mình. Còn cái phần lập trình thì mình cũng chưa chấm điểm, mình mới chỉ xem qua một số thôi, thì mình thấy khá nhiều bạn làm rất tốt, nhưng có nhiều bạn thì là chỉ nộp đúng cái chương trình code mà không nộp theo yêu cầu, là mình bảo yêu cầu các bạn là phải chạy và chụp ảnh demo nữa. Tại vì mình không có thời gian để ngồi chạy từng từng code một đúng không nào, thì những cái bạn nào mà làm không đúng yêu cầu như thế thì cũng chắc chắn cái điểm nó sẽ không được cao đúng không nào. Mặc dù các bạn thấy là nhiều đề rất là dễ chứ không khó, phần đấy để các bạn gỡ điểm nhưng các bạn lại làm không cẩn thận đúng không nào. Có ai có câu hỏi liên quan đến thi cử nữa không nhỉ?
Nếu các bạn không có câu hỏi nào thì mình hy vọng các bạn rút kinh nghiệm từ cái bài kiểm tra này. Thứ nhất là chúng ta phải học nó chăm chỉ, đúng là mình sẽ chặt chẽ hơn. Và với cái bài thi thứ hai, tức là với bài thi thứ hai thì mình sẽ kiểm tra cái điều kiện là các bạn phải làm bài tập đầy đủ. Còn chỉ cần tính từ cái tuần này nhá, chỉ cần 2 tuần bất kỳ mà không nộp bài thì là mình cũng có thể là không cho các bạn thi vào cái bài thi thứ hai, đúng nào. Mà cứ thiếu một bài thi là đương nhiên cái môn này chúng ta không được tổng kết điểm rồi, đúng không? Thì đấy là cái phần liên quan đến thi kỳ. Mình hy vọng các bạn rút kinh nghiệm từ cái bài thi này để chúng ta có thể có những kết quả tốt hơn. Và hôm nay chúng ta sang cái nội dung tiếp theo, tức là với cái bài thi thứ nhất thì các bạn đã hoàn thành được cái nội dung một trong những chương đầu tiên của môn này là cái phần quản lý tiến trình. Với quản lý tiến trình thì chúng ta biết là cách tạo ra một tiến trình con như nào, rồi cách hệ thống quản lý các tiến trình, truyền thông các tiến trình, rồi hệ điều hành chọn các tiến trình từ hàng đợi sẵn sàng lên CPU, rồi cách hệ điều hành đồng bộ các tiến trình khi mà cùng sử dụng các tài nguyên chia sẻ, đúng nào? Hay là cần một số cái phương thức mà chúng ta phòng tránh bế tắc hay là giải quyết bế tắc trong hệ thống, đúng không nào? Có thể tất nhiên là cái đấy là những cái là chúng ta nghiên cứu sơ qua, còn không phải hệ thống nào cũng triển khai tất cả các phương thức như thế. Và bây giờ chúng ta sẽ sang từ tuần này chúng ta sang cái chương mới, chương tiếp theo trong cái ba cái chương chính mà của môn này chúng ta học, thì cái chương thứ hai này sẽ liên quan đến quản lý bộ nhớ, đúng nào. Và cụ thể bộ nhớ ở đây chính là RAM, bộ nhớ chính ấy, đúng nào. Tại sao lại có một cái chương này? Chúng ta biết là trong quá trình một chương trình hay một tiến trình chạy thì là CPU chỉ có thể tương tác với các nội dung ở ba vị trí là như mình nói là gì, là thanh ghi, cache và bộ nhớ chính, đúng không? Tức là RAM ấy. Tuy nhiên thanh ghi và cache thì chỉ kích thước nó rất nhỏ và dùng cho những cái mục đích nhất định, còn đa số các tiến trình thì đều phải tải lên RAM hay là bộ nhớ chính này. Và bộ nhớ chính của chúng ta thì chúng ta thấy cho đến hiện nay thì nó vẫn là kích thước là rất là giới hạn, rất nhỏ so với kích thước của các tiến trình đang chạy, đúng nào. Thì người ta cần những cái kỹ thuật khác nhau để chúng ta có thể tối ưu được là cái việc quản lý bộ nhớ chính này. Và với phần này thì chúng ta sẽ có những cái làm việc với gọi là địa chỉ các ô nhớ, và cái địa chỉ này thì chúng ta sẽ viết ở các dạng như là hệ nhị phân thì nó hơi dài, hệ nhị phân chúng ta biết là cứ 0101, đúng không nào? Thì các bạn đã có khái niệm là các địa chỉ 32 bit rồi 64 bit. Đấy. Thì là hay là các bạn khi mà cài các phần mềm cho Win thì các bạn thấy là người ta chia thành các bản như là bản cài cho Win 32 bit hay là Win 64 đấy, thì cái đấy chính là từ cái kích thước của cái số bit các chúng ta dùng để đánh địa chỉ các ô nhớ. Các ô nhớ này là chính là các ô nhớ ở trên trên RAM, đúng không nào? Vì vậy là số bit các địa chỉ nó thường là dài, đúng không? 16 bit hoặc 3 à 32 bit hoặc là 64 bit, cho các bài tập thì có đôi khi người ta để những cái địa chỉ ví dụ như là 8 bit, 12 bit hay 16 bit để chúng ta luyện tập thôi. Thì với những địa chỉ nhị phân đấy mà chúng ta viết ở cái hệ nhị phân là 0101 thì nó rất là dài, chúng ta nhìn cũng khó. Thì đôi khi người ta sẽ chuyển sang những cái hệ khác mà chúng ta thấy nó ngắn gọn hơn, thì cái hệ hay dùng là hệ hexa, đúng không nào? Thì các bạn với cái phần mà liên quan đến bộ nhớ chính này, các bạn phải ôn tập lại cho mình cái phần quy đổi từ hệ cơ số 10 sang hệ nhị phân, rồi từ hệ nhị phân sang hệ hexa, vân vân, đúng không nào? Để chúng ta sau này chúng ta quy đổi các địa chỉ nó dễ dàng hơn. Thì đấy là cái một trong những cái lưu ý của cái chương này nhá. Cái chương này chúng ta sẽ học cũng cố gắng là từ giờ cho đến trước khi chúng ta làm bài kiểm tra thứ hai, tức là bài kiểm tra thứ hai thì nó sẽ tập trung vào cái chương số 2 này. Tất nhiên là khi với bài kiểm tra số 2 mình vẫn có thể hỏi các bạn các kiến thức ở cái chương số 1 chứ không phải chỉ tập trung vào cái chương số 2 này, đúng không nào?
chúng ta kiểm tra kiểu cuốn chiếu, nhưng mà chúng ta vẫn ôn lại các kiến thức cũ. Thì đấy là cái đặc thù của cái kiểm tra đấy. Thì với cái phần bộ nhớ chính này, những cái nội dung này, chúng ta sẽ học một số cái phương thức quản lý cấp phát bộ nhớ khác nhau. Thì có những phương thức là phương thức cấp phát liên tục này, continuous memory allocation là cấp phát liên tục, đúng không nào? Sau đó là có cơ chế phân trang, tức là cơ chế phân trang là cái cơ chế chúng ta đang dùng ở trong các hệ điều hành hiện đại, đúng không nào? Và cấu trúc của các bảng phân trang rồi vân vân. Thì đây là ba cái nội dung chính chúng ta sẽ học liên quan đến bộ nhớ chính. Còn ngoài ra chúng ta sẽ có, thì bộ nhớ chính này chúng ta sẽ học trong vòng 2 tuần. Rồi sau đấy chúng ta sẽ chuyển sang cái học bộ nhớ ảo, đúng không nào? Bộ nhớ ảo gì chúng ta sẽ nói cũng trong vòng 2 tuần. Và như vậy thì chúng ta sẽ có gì tuần 6, 7, 8, 9 và một tuần nữa thì là có thể là những cái râu ria của cái phần quản lý bộ nhớ nữa, là 5 tuần đấy, đúng không nào? Rồi này, bây giờ chúng ta xem lại cái cách thức mà hệ thống hay hệ điều hành, cụ thể là hệ điều hành lưu trữ các tiến trình trong RAM như nào. Thì bản chất cái cấu trúc của RAM, cái này phần này mình muốn hỏi các bạn một chút, các bạn có hiểu cái cấu trúc của RAM là như thế nào không, đúng không nào? Không được thì mình cứ nói luôn dạng luôn, đúng không nào? Chứ bây giờ mình dừng lại hỏi. Cấu trúc của RAM thì chúng ta biết đó là giống như là mảng một chiều của các ô nhớ đơn vị, đúng không nào? Và mỗi ô nhớ đơn vị này có một địa chỉ, chúng ta đánh địa chỉ từ 0 này đến vân vân đến cái kích thước cái ô nhớ cuối cùng, đúng không nào? Và có một khu vực thì dành riêng cho các tiến trình của hệ điều hành. Các bạn thấy nó chia thành màu xám ghi là operating system này. Thì chúng ta thấy là khi chúng ta cài RAM thì cái khu vực này nó sẽ được hệ thống nó cắt riêng ra, chúng ta sẽ không nhìn thấy. Nên ví dụ khi mà chúng ta hệ thống của chúng ta là máy tính của chúng ta là RAM khoảng 8GB chẳng hạn, mà khi mà các bạn chưa chạy bất cứ ứng dụng nào, các bạn vào cái chỗ cái phần mà quản lý RAM rồi hard disk ấy, các bạn sẽ nhìn thấy RAM tự dưng lại bị mất đi một phần nào đấy, đúng không nào? Và chúng ta chưa chạy bất cứ cái ứng dụng nào, thì đó là cái phần mà người ta hệ thống nó đã cắt để dành riêng cho các tiến trình của hệ điều hành mà chúng ta không xâm phạm vào được. Và với cái phần đầu tiên này thì chúng ta chỉ học cách mà hệ thống cấp phát RAM cho các tiến trình của người dùng, đúng không nào? Tức là ở user mode đấy, tiến trình người dùng. Chúng ta sẽ có cái bài riêng học về một số cơ chế để cấp phát RAM cho các tiến trình của hệ điều hành riêng. Phần này chúng ta sẽ học sau. Còn những cái bài đầu tiên các bạn sẽ thấy là chúng ta đang học cái cơ chế mà hệ điều hành cấp phát RAM cho các tiến trình của người dùng thôi, đúng không nào? Còn ở cái cơ chế cấp phát đơn giản ban đầu ấy, thì chúng ta hiểu nôm na là mỗi tiến trình được cấp phát liên tục. Thì đấy là cái cơ chế đơn giản nhất ban đầu, đúng không nào? Cấp phát liên tục thì là toàn bộ nội dung của tiến trình sẽ được lưu liên tục ở trong một vùng nào đấy. Thì ví dụ ở đây chúng ta thì nhìn thấy cái ô mà màu vàng nhạt nhạt đầu tiên là lưu một cái tiến trình ABC nào đấy. Ô thứ hai là lưu nội dung của một tiến trình B. Ô thứ ba là lưu nội dung tiến trình C chẳng hạn, đúng không nào? Thì với mỗi tiến trình chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có hai con trỏ, hai thanh ghi để chúng ta kiểm soát là tiến trình đó được lưu ở trên RAM từ ô nhớ nào đến ô nhớ nào. Ô nhớ, cái thanh ghi thứ nhất là thanh ghi gọi là địa chỉ base. Base là gọi là thanh ghi cơ sở, tức là cái địa chỉ bắt đầu ô nhớ đầu tiên, cái vùng ô nhớ đầu tiên lưu nội dung cái tiến trình đấy trên RAM, đúng nào? Hay là chúng ta gọi là địa chỉ bắt đầu đấy. Và cái thanh ghi thứ hai sẽ là base cộng limit. Limit chính là độ dài của tiến trình, đúng không nào? Thì base cộng limit chính là cái chỉ đến cái ô nhớ cuối cùng trong cái vùng ô nhớ trên RAM mà tiến trình đấy nó chiếm hữu, đúng không nào? Khi có hai cái địa chỉ này thì chúng ta biết là nội dung tiến trình được lưu từ đâu đến đâu. Còn tất nhiên trong quá trình chạy thì chúng ta lại thêm một cái con trỏ để trỏ đến là chúng ta đang chạy đến cái lệnh nào trong cái tiến trình đấy. Thì đấy là cái cách chúng ta
nhìn đơn giản ban đầu là các tiến trình được lưu trên RAM như nào, đúng nào? Chúng ta mới đầu chúng ta chỉ cần hiểu theo một cái khái niệm đơn giản là tiến trình được lưu liên tiếp ở trong RAM, thì mỗi tiến trình sẽ là một cái khối ở trên RAM như này, đúng nào? Và RAM của chúng ta sẽ là gọi là một tập hợp các ô nhớ đơn vị, đúng nào? Đây, ở đây mình đã phải vẽ lại cái RAM như thế này. Tức là chúng ta tưởng tượng ra ở đây nó lại hơi ngược, là mình đánh địa chỉ từ trên xuống dưới nhé. Còn đa số ở trong cái cuốn sách của cái ông Simbacha này thì ông thường là đánh từ dưới lên trên, thì cái đấy chỉ là cái chúng ta quy ước thôi. Đây là cái liên quyền quy ước về phần cứng. Thì RAM được chia thành các ô nhớ đơn vị, đúng không nào? Chúng ta đánh số từ 0, đúng không? Cái phần này thì thực ra là mình đang vẽ để minh họa cho một cái khác, nhưng các bạn hiểu đâu nào, đây là mỗi ô nhớ đơn vị chẳng hạn đấy. Thì cái địa chỉ mà toàn cục, tức là địa chỉ tổng thể ở trên RAM, thì được sẽ được gọi là địa chỉ vật lý. Các bạn ở đây chúng ta sẽ có hai khái niệm là địa chỉ vật lý và địa chỉ logic, đúng không nào? Địa chỉ vật lý thì là thuật ngữ tiếng Anh, tí nữa chúng ta sẽ sang cái phần thuật ngữ tiếng Anh của nó sẽ là physical address đấy. Đây, liên quan tới cái địa chỉ vật lý và địa chỉ logic, thì đầu tiên mình giải thích cái địa chỉ vật lý là gì. Là cái địa chỉ chúng ta, các ô nhớ đánh số trên RAM ấy, tức là vị trí của một cái câu lệnh hay một cái biến nào đó lưu trên RAM, thì là chúng ta phải định vị ra được cái ô nhớ lưu đó, đúng không nào? Thì cái địa chỉ, cái biến đấy trên RAM ấy, thì được gọi là địa chỉ vật lý. Còn ở trong một cái tiến trình nào đấy, đúng không nào, thì chúng ta cũng chia cái tiến trình đấy thành các ô nhớ đơn vị chẳng hạn đấy, có kích thước bằng các ô nhớ đơn vị của RAM. Thì cái địa chỉ gọi là vị trí tương đối của nó trong tiến trình thì được gọi là địa chỉ logic. Ví dụ như là mình có một cái biến B nào đấy, nó ở cái ô nhớ đơn vị thứ hai trong cái tiến trình P1, đúng không? Thì địa chỉ logic của B là 1, tức là cái gọi là ô nhớ thứ hai ở trong cái tiến trình P1 này. Nhưng mà khi lưu ở trên RAM thì là cái tiến trình P1 này lưu được từ địa chỉ số 4 đến địa chỉ số 7, đúng không nào? Thì vậy là cái địa chỉ ở trên RAM của nó thì nó lưu được trong cái ô nhớ có số hiệu là 5, tức là ô nhớ thứ 6 đấy, đúng không nào? Thì địa chỉ vật lý của cái biến B của chúng ta nó sẽ là 5. Còn địa chỉ logic, tức là vị trí tương đối của nó trong cái tiến trình P1 thì là 1. Thì mọi người ở đây, mọi người đã hiểu được cái chúng ta ánh xạ, tức là địa chỉ logic là cái vị trí tương đối trong một cái tiến trình nào đấy, địa chỉ của câu lệnh, địa chỉ của biến, vân vân, trong một tiến trình, đúng không nào? Còn địa chỉ vật lý thì là cái địa chỉ chúng ta nói là trên cái toàn cục cái RAM của chúng ta, đúng không? Cái phần này có ai có câu hỏi gì không? Để mình hỏi một số bạn nhé, để xem các bạn có nắm được vấn đề không. Hoàng Minh Quang nhỉ? Bạn Hoàng Minh Quang có mặt ở đấy không? Em có. Ừ, Quang hiện tại đã nắm được cái định nghĩa của địa chỉ logic và địa chỉ vật lý chưa? Dạ, rồi ạ. Cho mình rồi, để mình hỏi nhá. Thì với ví dụ cái biến D này chẳng hạn. Dạ vâng. Ừ, thì địa chỉ logic của nó là gì và địa chỉ vật lý của nó là gì? Địa chỉ logic của nó là 3 và địa chỉ vật lý là 7. Chính xác, đúng rồi. Cảm ơn các bạn. Vậy là gì? Ở đây chúng ta sẽ có hai cái khái niệm là địa chỉ logic, đúng không nào? Thì CPU ấy, khi nó làm việc với các tiến trình thì nó luôn luôn dùng cái địa chỉ logic. Đấy là cái đặc trưng của CPU, đúng không nào? Tức là ví dụ nó vào một cái tiến trình, nó đang thực thi cái tiến trình B1 này, nó bảo là nó muốn thực hiện, nó sẽ thực thi dần dần, đúng không? Là cái câu lệnh A thứ nhất thì nó sẽ bảo lệnh A này là có địa chỉ logic là 0. Đúng là tôi thực thi cái câu lệnh A có địa chỉ logic là 0 trong cái tiến trình B1 này. Đúng không? Chúng ta biết là trong tiến trình có cái counter để chúng ta cứ tăng tịnh tiến dần cái counter đấy.
thì nó sẽ gọi là nó sẽ gọi cho hệ thống, tức cái dịch vụ của hệ điều hành là tôi muốn thực thi cái câu lệnh A ở địa chỉ logic 0 của tiến trình B1. Thì như vậy hệ thống nó phải định vị được là A được lưu ở đâu trên RAM thì nó mới tải được cái nội dung của cái câu lệnh đấy để cho CPU thực thi, đúng không? Thì như vậy là hệ thống nó phải có một cái bộ phận phụ trách là ánh xạ cái địa chỉ logic 0 của tiến trình B1. Hiện tại trên thực tế nó đang được lưu ở địa chỉ vật lý cụ thể nào trên RAM thì chúng ta mới tải được nội dung của cái câu lệnh A này, đúng không nào? Thì đấy là cái nhiệm vụ của cái bộ phận chúng ta gọi là MMU, tức là Memory Management Unit. Các bạn biết tắt Memory Management là bộ phận quản lý lưu trữ bộ nhớ đấy, quản lý bộ nhớ, đúng nào? CPU sẽ đưa cái địa chỉ logic mà nó muốn thực thi cho MMU. MMU phải tự tính toán ra cái địa chỉ vật lý và tính toán xong thì sẽ trả cái địa chỉ đấy về cho một cái dịch vụ nào đó của hệ điều hành để cái dịch vụ đó nó gọi ra được cái nội dung của cái câu lệnh A mà CPU đang muốn thực thi và trả lại cho CPU, đúng nào? Thì đấy là nhiệm vụ của cái MMU trung gian, là luôn luôn là có nhiệm vụ là tính toán từ địa chỉ logic sang địa chỉ vật lý. Và xuyên suốt trong cái chương này là chúng ta tìm gọi là nghiên cứu các cơ chế mà MMU nó tính toán được từ địa chỉ logic sang địa chỉ vật lý, đúng nào? Rồi thì với cái mà chúng ta bảo là cái lưu liên tục ấy, mà mỗi tiến trình chúng ta lưu liên tục trên trên ô nhớ ấy, thì cái việc ánh xạ của MMU sang từ địa chỉ logic sang địa chỉ vật lý rất là đơn giản, đúng không nào? Đây mình sẽ thêm một cái đây nhỉ, này trên này ví dụ nó lại đi ngược tí. Thì là gì nhỉ? Ví dụ như ở đây là chúng ta có cái địa chỉ base. Base là bắt đầu của tiến trình, đúng không? Cái này nó lại chưa rõ lắm, mình muốn sang cái này rõ hơn. Ví dụ như là mà có một tiến trình có địa chỉ base là 14.000, đúng nào? Là vị trí của địa chỉ base. Và bây giờ mình muốn tính toán là ra cái một câu lệnh hay một biến x nào đấy có địa chỉ logic trong tiến trình đấy là 346, thì MMU nó làm cái đơn giản là gì, nó lấy 346 cộng với 14.000, vậy là địa chỉ vật lý ở trên RAM của cái biến x đấy sẽ là 14.346, đúng không? Thì chúng ta thấy là chúng ta cộng tịnh tiến lên thôi thì là chúng ta sẽ tìm được nó. Thì đấy là với cái nếu mà chúng ta gọi là cấp phát liên tục thì rất là đơn giản như thế. Và đấy là cơ chế để chúng ta biết là khi mà chúng ta biên dịch chương trình ấy thì là có cái cơ chế dynamic linking, cái này mình đã giải thích buổi trước rồi, đúng không nào? Mình không cái này các bạn đọc rõ nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái cơ chế đơn giản nhất của hệ điều hành là cấp phát liên tục cho mỗi tiến trình, tức là mỗi tiến trình khi nào lưu trên RAM ấy thì sẽ được lưu liên tục. Thì nếu mà lưu liên tục như thế thì là rất đơn giản cho cái MMU, là nó sẽ tính toán được cái địa chỉ từ địa chỉ logic sang địa chỉ vật lý thì bằng cách là chỉ cộng thêm base thôi, đúng không? Chúng ta có địa chỉ logic là ví dụ 100 thì chúng ta cộng thêm cái giá trị base ban đầu, tức là cái vị trí bắt đầu của cái tiến trình đấy trong RAM thôi, đúng không nào? Thì đấy là cái mà chúng ta nói về cái cấp phát liên tục. Với cái cấp phát liên tục thì chúng ta cũng có các cơ chế khác nhau. Có cái cơ chế phân vùng chẳng hạn như là thế này. Là cái RAM cũng chia được thành các khối nhá. Ở đây không phải là các ô nhớ đơn vị nữa mà RAM được chia thành các khối có kích thước bằng nhau. Và khi tiến trình mà chiếm hữu RAM phải chiếm hữu theo các khối đấy. Ví dụ như là tiến trình số 5 này là sẽ chiếm một khối ở trong RAM, đúng nào? Và tiến trình số 2 này cũng chiếm một khối, mà tiến trình số 8 này thì sẽ chiếm là hai khối. Tức là kích thước của nó cứ quy tròn, ví dụ kích thước của nó chỉ là 1,5 khối thôi nhưng mà khi vào RAM nó phải chiếm toàn bộ hai khối này. Thì gọi là đây là cấp cấp phát theo kiểu phân vùng nhưng mà cũng liên tục, tức là tiến trình lưu trong RAM nhưng vẫn là lưu liên tục nhưng mà
Một khi đã chiếm RAM nó sẽ chiếm theo các khối mà RAM nó quy định ấy, cái khối nhỏ nhất ấy. Ở đây không phải là ô nhớ đơn vị nữa mà theo các khối. Ví dụ tiến trình của kích thước chỉ là 0,5 khối đấy nhưng mà nó vẫn chiếm toàn bộ khối, đúng không nào? Rồi kích thước tiến trình là ví dụ là 1,7 khối thì nó sẽ chiếm toàn bộ hai khối, còn nếu mà lý tưởng nhất là nó là kích thước nó bằng cả một cái khối đấy thì nó sẽ chiếm toàn bộ một khối. Như vậy là tiến trình khi mà vào RAM sẽ chiếm, đấy là cái cơ chế đầu tiên là cấp phát phân vùng này, cái liên tục này, thì là nó sẽ như thế. Và khi xong rồi thì nó sẽ giải phóng các khối mà nó đã chiếm hữu. Ở đây ví dụ trên tiến trình 8 khi thực thi xong thì nó giải phóng hai cái khối chữ Y ra, thì vậy và phần RAM này sẽ trống, đúng không nào? Thì những cái tiến trình vào RAM sau đó, ví dụ tiến trình số 9 này sẽ vào những vùng trống. Tiến trình số 9 này thì nó chỉ chiếm một khối trống thôi, đúng không nào? Vẫn còn vị trí, vân vân và vân vân. Và đây là tiến trình số 5. Đã xong rồi thì nó lại giải phóng cái khối trống này, thì chỗ này lại xanh, đúng không nào? Và với cái cấp phát như thế này thì chúng ta sẽ thấy là trong RAM sẽ có những khối đã được cấp phát cho các tiến trình nào đó đang chạy. Ví dụ chỗ này là cấp phát cho khối số 9 và khối số 2. Có những màu xanh là các phân vùng còn trống, đúng không nào, là chưa được cấp phát cho các tiến trình nào. Bây giờ bài toán đặt ra sẽ là gì? Những tiến trình vào tiếp theo ấy, ví dụ có một tiến trình số 10 chẳng hạn, có kích thước là hai phân vùng trống. Khi bây giờ vào thì là cái tiến trình số 10 sẽ chiếm phân vùng trống nào? Tại vì chúng ta thấy là cái vùng trống nó sẽ cứ lỗ chỗ trong RAM, đúng không? Có rất nhiều vùng trống ở trong RAM này, ngoài cái vùng này có những cái vùng trống khác, đúng nào? Thì tiến trình số 10 sẽ chiếm hữu vùng nào? Mình sẽ gọi một số bạn xem các bạn bây giờ các bạn đã có cái tư duy về thuật toán chưa nhé. Chúng ta học rất nhiều rồi đúng không nào? Bạn Nguyễn Anh Tuấn có mặt ở đấy không nhỉ? Dạ có ạ. Ừ, Tuấn trả lời cho mình. Vậy là câu hỏi của mình ý, với cái tình trạng hiện tại là RAM có nhiều vùng trống nhưng mà nó lại là xen kẽ giữa các tiến trình đang chạy. Bạn tưởng tượng có rất nhiều vùng màu xanh này, thì bây giờ tiến trình số 10 đi muốn vào, muốn được tải vào RAM ấy, thì tiến trình số 10 sẽ chiếm cái vùng trống nào? Và kích thước của tiến trình số 10 sẽ là hai khối trống, hai phân vùng. Theo bạn thì bạn sẽ cho tiến trình số 10 vào phân vùng trống nào? Thế cô là vào phân vùng trống số 2 ạ. Vào số 2 gì? Mình không biết là cái vùng trống số 2 thì là theo bạn tại sao là cái vùng trống số 2? Tại vì nó chứa được hai ấy à, hai phân vùng à? Dạ vâng ạ. Rồi, cảm ơn bạn Tuấn Anh. Rồi. Tức là ý các bạn là chúng ta sẽ tìm cái vùng trống nào để chứa được nó, đúng không nào? Nhưng mà cái câu hỏi mình đặt ra là các bạn tìm như thế nào cho nó tối ưu? Tại vì như vậy là chúng ta sẽ thấy là có thể là trong chúng ta tưởng tượng cái RAM của chúng ta bây giờ nó rất dài, nó là cả một cái vùng rất dài như này, thì là có rất nhiều cái vùng màu xanh như này, và cũng có rất nhiều cái vùng màu xanh chứa được cái tiến trình có kích thước là hai phân vùng, đúng không nào? Thì chúng ta tìm như nào để cho nó tối ưu nhất, đúng không? Bây giờ bài toán đặt ra là như thế. Thì như vậy là chúng ta sẽ thấy là chúng ta có rất nhiều chiến lược để tìm khác nhau. Có rất nhiều chiến lược, nhưng còn ở đây người ta sẽ đưa ra những cái mà chúng ta thoạt nghĩ ra đầu tiên. Ví dụ như là first fit là các bạn cứ duyệt từ đầu đến cuối chẳng hạn. Ví dụ giả định ở đây là chúng ta duyệt từ đầu là cái chúng ta duyệt từ cái vùng gọi là low memory chẳng hạn. Đấy là chúng ta duyệt không, không là từ phía dưới chẳng hạn lên trên này. Và khi duyệt thì chúng ta duyệt làm sao cho chúng ta lấy cái vùng trống đầu tiên mà chứa được cái tiến trình đấy thì gọi là first fit, đúng không nào? Thì đấy là cái chiến thuật của first fit này. Là chúng ta tìm cái vùng trống đầu tiên là chứa được cái tiến trình chúng ta muốn được. Còn best fit best fit là chúng ta tìm cái vùng trống nhỏ nhất vừa đủ thôi, chứ không phải là cứ
thấy vùng trống đủ thì là chúng ta cho luôn. Tại vì ví dụ ở đây chúng ta tìm được cái vùng đầu tiên, nhưng vùng đầu tiên của nó là chứa được tiến trình 3 phân vùng, mà bây giờ tiến trình của chúng ta chỉ là có kích thước là 2 phân vùng chẳng hạn, thì bạn lại dùng luôn cái ô mà 3 phân vùng cho tiến trình 2 phân vùng, đúng không nào? Như vậy là chúng ta lại chỉ thừa ra một cái ô nhỏ hơn, thì sau này có một tiến trình nào kích thước 3 phân vùng thì vào chúng ta lại không tìm được chẳng hạn. Thì cái đấy là cái đáng tiếc, đúng không? Thì là cái best fit này thì là chúng ta chỉ tìm là cái ô nhỏ nhất chứa được nó. Thì với cái này để tìm ra cái ô nhỏ nhất thì là đương nhiên chúng ta phải duyệt tất cả các ô trống, sau đấy chúng ta mới tìm được cái ô có kích thước nhỏ nhất chứa được cái tiến trình chúng ta muốn, đúng không? Như vậy là mất thời gian hơn, best fit thì mất thời gian hơn first fit rất nhiều, nhưng mà nó sẽ tối ưu hơn là chúng ta sẽ tìm được cái vùng trống có kích thước vừa đủ thôi chứ không thừa quá, đúng không nào? Còn cái worst fit thì là, thực ra là cái này chỉ đưa ra để chúng ta so sánh thôi, là chúng ta dùng cấp phát cái ô trống có kích thước lớn nhất cho cái tiến trình mà chúng ta muốn vào, đúng không nào? Thì cái này thì đương nhiên là thứ nhất là mất thời gian hơn rất nhiều so với first fit, đúng không nào? Là chúng ta vẫn phải duyệt tất cả các ô trống và chúng ta tìm ra ô kích thước lớn nhất, thì là thời gian nó tương đương với best fit, nhưng mà nó lãng phí là chúng ta phải lấy ra cái ô lớn nhất, thì là cái lãng phí thôi, đúng không nào? Thì đấy là những chiến thuật khác nhau để chúng ta tìm ra các ô trống nhé. Còn ở đây với làm khi mà làm việc với cấp phát bộ nhớ cho các tiến trình trên RAM ấy, thì chúng ta có hai cái khái niệm là external fragmentation, tức là đây là phân mảnh ngoài, và internal fragmentation là phân mảnh trong. Vậy phân mảnh ngoài là gì? Thì mình lại quay lại ở đây nhé. Phân mảnh ngoài là gì? Ví dụ ở đây thì chúng ở đây mình bảo là cái vùng ô nhớ thứ hai là chứa được tiến trình có kích thước là 32 vùng trống, đúng không? Chỗ này này, vừa rồi bạn bảo là bạn sẽ cho tiến trình số 10 vào đây tại vì nó là có kích thước là ngang với 2 vùng trống. Tuy nhiên bây giờ mình không phải là tiến trình số 10 mà là tiến trình số 11, và tiến trình số 11 có kích thước là 3 vùng trống, đúng nào? Thì các bạn thấy là tổng kích thước của hai cái vùng trống này là đúng là 3 vùng trống, đúng không nào? Và đây là hai vùng trống duy nhất còn lại trong RAM thôi chẳng hạn, đúng không? Và bây giờ mình có tiến trình số 11 là kích thước 3 vùng trống, như vậy là tổng kích thước còn dư của RAM thì đúng bằng 3 vùng trống bằng kích thước của tiến trình 11 nó yêu cầu. Nhưng mà mình không thể tải tiến trình 11 vào RAM được, tại vì RAM hiện tại nó bị phân thành hai cái vùng trống nhỏ hơn, mà là một cái là chỉ chứa được một phân vùng và một cái chứa được kích thước là 2 phân vùng, thì tiến trình số 11 là kích thước là tận 3 phân vùng cơ, đúng không nào? Thì lúc này RAM đang bị phân mảnh, và cái hiện tượng này gọi là phân mảnh ngoài, tức là tổng kích thước còn trống của RAM chứa được tiến trình, nhưng mà cái vùng trống nó bị phân thành các mảnh nhỏ, nên là cái tiến trình của chúng ta thì chúng ta đang ở cái cơ chế là phải lưu liên tục ở trong RAM, nên là chúng ta không tìm được vùng trống nào để cấp phát cho tiến trình 11, thì đây gọi là hiện tượng phân mảnh ngoài. Còn hiện tượng phân mảnh trong là gì? Internal fragmentation ấy. Là ví dụ như là cái tiến trình số 8 này kích thước nó chỉ là 2 phân vùng rưỡi thôi, nhưng mà theo cái cơ chế cấp phát theo phân vùng này ấy, thì là mình phải đưa số phân vùng của nó là chẵn, đúng không? 2,5 phân vùng thì nó vẫn chiếm 3 phân vùng. Như vậy là mình đã cấp phát thừa so với cái yêu cầu của tiến trình này là 0,5 phân vùng. Và cái 0,5 phân vùng này thì là tiến trình nó không cần dùng, nhưng mà chúng ta vẫn cấp phát cho nó là do cái cơ chế của chúng ta cấp phát thừa. Thì như vậy là tức là ý là cái phần này là đáng lẽ là RAM còn trống, nhưng mà cái cơ chế của chúng ta lại cấp phát thừa cho tiến trình mà tiến trình nó không sử dụng ấy. Thì đây chính là gọi là internal fragmentation, tức là cơ chế phân mảnh trong, là cái hiện tượng phân mảnh trong. Thì cả hiện tượng phân mảnh trong và cả hiện tượng phân mảnh ngoài đều dẫn đến cái hiện tượng là chúng ta không tối ưu RAM, tức là RAM còn trống nhưng mà chúng ta không thể cấp phát cái vùng trống đấy cho tiến trình được, đúng không? Thì với tất cả các cơ chế làm việc với cấp phát bộ nhớ trong cho tiến trình thì chúng ta bao giờ cũng phải giảm thiểu được hai cái này. Tất nhiên là cái phân mảnh trong thì nó sẽ nhỏ hơn tại vì chúng ta thường là cấp phát dư ra một chút thôi, nhưng mà phân mảnh ngoài là cái rất là mạnh, ảnh hưởng rất nhiều, tại vì các bạn thì tưởng tượng là sau này RAM của chúng ta nó có thể là chia thành cả 100 mảnh trống
hoặc là hàng trăm mảnh trống nhỏ 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 như thế, mà chúng ta không có cái cơ chế nào để tránh cái hiện tượng này thì rất là khó, đúng không nào? Thì bây giờ mình lại đặt tiếp câu hỏi nhé, để xem là với cái câu hỏi này, vậy theo các bạn ở cái cơ chế cấp phát liên tục này, cấp phát liên tục nghĩa là tiến trình phải lưu liên tục ở trên trên RAM ấy, có cách nào để chúng ta giảm thiểu cái hiện tượng phân mảnh ngoài không? Thì tại vì phân mảnh ngoài đó vẫn là một cái lãng phí nhiều hơn phân mảnh trong, thì hiện tại mình tập trung cái phân mảnh ngoài, còn phân mảnh trong thì là chỉ là lãng phí một phần rất nhỏ thôi, đúng không nào? Thì theo các bạn có cái cách nào để chúng ta giảm thiểu cái hiện tượng phân mảnh ngoài này không? Có bạn nào xung phong không? Bạn Trần Duy Linh có ở đấy không nhỉ? Dạ em có ạ. Ừ, Linh trả lời cho mình là cái phần câu hỏi mình vừa đặt ra ấy. Em đã hiểu được cái hiện tượng phân mảnh ngoài chưa? Vâng. Ừ, thì bây giờ mình hỏi là bây giờ với cái cơ chế mà cấp phát liên tục, tức là phải lưu tiến trình liên tục ở trên RAM thì có cách nào để giảm thiểu cái hiện tượng phân mảnh ngoài không? Thế thì hay em là tạm thời chưa có trả lời ạ. Hay là bây giờ bạn nhìn với cái ví dụ này của mình, đúng nào, là mình đang có cái hai cái phân vùng trống như thế này, đúng không? Một cái là kích thước chỉ là một phân vùng, cái là kích thước hai phân vùng. Bây giờ mình có cái tiến trình số 11 có kích thước ứng với 3 phân vùng muốn vào RAM, thì bây giờ mình làm thế nào để cho cấp phát được cho cái tiến trình số 11 này? Nếu mà theo thực tế thì nếu mà theo em nhìn thì có thể di chuyển một cái process cũ vào cái, ví dụ di chuyển cái process 9 lên trên. Lên trên là lên đâu? Em phải nói rõ lên trên là lên phía high memory hay là low memory, tức là lên trên hay xuống dưới nào? Mình có thể dùng di chuyển cái process 9 lên xuống xuống dưới cái gần gần sát cái process 2 này, thì mình rồi sẽ còn chứa 3 phân vùng. Chính xác, đúng không nào? Bây giờ chúng ta chỉ còn mỗi cái cách đấy, và cái cách em vừa nói đấy chính là cái chúng ta gọi là nén hay là compaction, đúng không nào? Đấy các bạn, tức là các bạn đang có tư duy rất tốt, chẳng qua các bạn không nói ra thôi, đúng không? Tức là vì nó chia thành hai mảnh nhỏ nên chúng ta bây giờ chúng ta phải gộp nó lại, đúng không? Để gộp nó lại thì chúng ta phải di chuyển những tiến trình mà nó đang ở trong RAM về một phía, đúng không? Thì cái đấy chúng ta gọi là chính là compaction. Và cái này các bạn nếu mà ở cái Windows mới mình không biết, nhưng mà cái Windows cũ, cái thời ngày xưa của mình là Windows 98 2000 ấy, cái thời đấy cái ổ cứng nó rất nhỏ, nó chỉ có 3 GB thôi nhé. Các bạn tưởng ổ cứng nó chỉ có 3 GB thôi, nó còn nhỏ hơn RAM của các bạn bây giờ, đúng không nào? Thì là bọn mình hay phải dùng cái phần mềm gọi là fragmentation đấy, là nó chính là làm theo cái này, tức là với ổ cứng thì là chúng ta là lưu file, đúng không? Không phải lưu tiến trình thì là lưu file thôi, nhưng mà khi mà lưu file chúng ta cũng tạo ra các hiện tượng phân mảnh như này. Nên thỉnh thoảng chạy fragmentation mất khoảng 1-2 tiếng là chính là gì? Chúng ta đẩy hết những cái file về một khu vực thôi. Giống như các bạn bạn vừa bảo bạn đẩy cái tiến trình số 9 này về cái tiến trình số 2. Đấy chính là cách mà ngày xưa người ta cũng đã làm để tối ưu ổ cứng, lúc nào. Thay vì để các phân vùng trống nó cứ giải rác thì chúng ta đẩy hết những cái file đang cần lưu trữ về một phía. Vậy là các phân vùng trống nó sẽ được gộp về một phía, đúng không nào? Như vậy là chúng ta sẽ lưu được tiến trình vào. Thì đấy là cái chính là cái các bạn đã trải nghiệm được, đúng không? Thì đấy chính là cái giải pháp compaction. Tuy nhiên mà khi mà chúng ta thực hiện compaction như thế thì chúng ta thấy là cái thời điểm chúng ta thực hiện compaction là chúng ta phải dừng lại mọi hoạt động, đúng không nào? Tại vì chúng ta đang phải đẩy các tiến trình về một phía, đẩy các tiến trình trên RAM ấy, chúng ta về một phía thì nó không hiệu quả lắm. Là mỗi lần mà thực hiện compaction là chúng ta phải dừng lại toàn bộ các hoạt động của hệ thống, mà không thì nó sẽ bị lỗi, đúng không nào? Thì đấy là một giải pháp nhưng mà nó không hiệu quả, đúng không nào?
để giảm thiểu cái phần mảnh ngoài đấy. Thì có những cái giải pháp khác, nhưng mà trước khi vào những cái giải pháp khác thì bản chất là gì? Hiện tại là do là chúng ta tạo ra cái phần mảnh ngoài này là do chúng ta đang theo cái cơ chế là tiến trình phải lưu liên tục, đúng không nào? Thì chúng ta không lưu liên tục nữa, thay vì là chúng ta cứ bắt nó phải vào cùng một vùng liên tục như thế là chúng ta có cho nó rời rạc đi. Tí nữa cái đấy chúng ta sẽ xem cái phương án giải quyết sau. Còn hiện tại mình muốn các bạn dừng lại một chút, các bạn làm cho mình cái bài tập 8.11 này ở slide số 24 này, đúng không nào? Mình để cho các bạn 15 phút làm bài nhé. Và chúng ta sẽ nộp trên website, mình sẽ tạo link trên website để các bạn nộp bài trên này. Chúng ta với cái bài này là chúng ta muốn ôn lại ba cái thuật toán là first fit, best fit và worst fit đấy. Để chúng ta dùng cái ba cái thuật toán này để chúng ta cấp phát các vùng ôn nhớ này, đúng nào? Tức là người ta bảo là trên trên RAM ấy có 6 cái vùng ôn nhớ còn trống với các kích thước khác nhau như thế này, đúng không? Và bây giờ chúng ta phải dùng ba cái thuật toán này để chúng ta cấp phát cho các tiến trình có kích thước ứng với dưới ở này, và đây là cũng là cái thứ tự mà các tiến trình yêu cầu, đúng không nào? Thì cái nào yêu cầu trước thì tất nhiên chúng ta sẽ cấp phát trước, đúng không nào? Và chúng ta phải, các bạn phải vẽ được ra cái sơ đồ cấp phát, ví dụ theo first fit thì là như thế nào, theo best fit thì như nào, và worst fit thì như nào, để chúng ta lúc đấy chúng ta sẽ tính toán cái hiệu quả, tức là với cái thuật toán nào thì chúng ta sẽ có cái fragmentation, tức là cái phần mảnh ngoài lớn ấy. Thì chúng ta sẽ nộp bài vào 8:30 nhé. Có ai câu hỏi gì về phần bài tập này không nhỉ? Ai chưa hiểu gì không? Chú ý rất nhiều bạn cũng lười không nộp bài tập ở trong những cái phần bài tập ở trên lớp ấy. Cái phần này mình cũng tính vào cái điều kiện để các bạn được thi vào cái bài số 2 đấy. Một số bạn là không làm kịp, là sao không làm cũng không nộp luôn. Chúng ta không làm kịp trên lớp nhưng mà khi mà kết thúc buổi học thì chúng ta vẫn phải nộp và làm cho nó đủ, đúng không nào?
Có bạn nào xung phong chữa bài này không nhỉ? Mình thấy có hai bạn là Phạm Minh Trang và Hoàng Đức Mạnh thì mình sẽ để bạn Trang chữa cái phần first fit cho mình nhé, còn Mạnh sẽ chữa phần best fit cho mình nhé, các bạn chuẩn bị nhé. Trang Trang sâu cái phần first fit đi. Con nhìn hình em chưa? Rồi. Thì em thấy first fit là em tìm lần lượt từ phía dưới lên phía trên, thì đầu tiên là với cái process có 115 KB thì em nhét vào đây, đây là chỗ đầu tiên chống mà nhiều hơn sai của nó đủ chỗ. Tiếp theo là đến cái process với 500 KB thì tiếp theo nhét vào đây. Theo đến cái chỗ mà 358 thì đây không đủ, nhét là cái chỗ lên trên đây. Còn cái 200 thì lại tìm từ dưới lên trên thì nhét đúng vào đây. Còn cái 375 thì hết hết chỗ rồi ạ. Gì nhỉ, ở đây là Trang là chưa, ở đây là first fit à? Dạ vâng. Ừ rồi, để, từ từ để mình xem nào. Cái phần mà em nhét xong ấy, ở đây là nó sẽ không chiếm hết phân vùng, ở đây là mình chỗ này là không phải là cấp phát theo phân vùng, mà mình cần bao nhiêu mình cho nó bấy nhiêu, chứ không phải là cấp phát theo phân vùng như vừa rồi. Vì ví dụ như là cái phần 300 ấy mà mình cấp phát cho một cái tiến trình 115 thôi ấy, thì còn bao nhiêu mình phải tính lại là nó dư bao nhiêu, là nó dư sẽ 100 bao nhiêu đấy đúng không? Vâng. Thế là phải mỗi lần nhét xong là phải tính lại từ đầu chia lại à? Ừ, mình phải tính cái phần còn dư, chứ nó không được chiếm cả cái phân vùng đấy. Thế nghĩa là hiểu không? Ở đây còn một phần xong lại cắt ra thì là một nó sẽ còn là 175. Còn còn tất nhiên là nó sẽ không liền với cái phân vùng 600 đâu. Tại vì 600 thì ở giữa đấy nó, ở đây các bạn vẫn vẽ nó chưa chuẩn lắm đúng không nào. Cái phân vùng 300 và 600 ấy nó rời nhau, giữa đấy nó có thể là một số cái tiến trình nào đấy rồi. Em hiểu không? Người ta chỉ biết là có cái kích thước là 300 là còn trống, 600 còn trống như thế thôi. Chứ nó không không phải là ở đây là nó sẽ dư ra là 185 đến 185 lại kết hợp với 600, không không có như thế đúng không? Vâng. Như vậy là với first fit là mình còn tiến trình 375 à? Vâng. Là không có phát được đúng không? Còn để mình xem. À, cô hình như là nó cấp phát được hết cô ạ. Ừ, mình cũng nói là cấp phát được mà bạn bạn tính thiếu ở đâu đấy thôi. Em chân cắt cái phần thừa cái này. Ô 750 vẫn còn 750 đấy. Ừ đúng rồi, là nó còn thừa nhiều mà. Vâng. Em lại. Em ở đây em bị hiểu sai cái chỗ chỗ này, tức là nó không thể chiếm được cả cái phân vùng to đấy đúng không? Ở đây là chúng ta cần bao nhiêu chúng ta cấp phát bấy nhiêu. Chứ không phải là cấp phát theo phân vùng kia. Nếu mà cấp phát theo phân vùng kia thì mình phải nó phải quy định là chia thành các phân vùng một cái bao nhiêu đấy đúng không? Còn ở bài này là ví dụ tiến trình 115 thì chỉ chiếm đúng 115 thôi, còn cái còn thừa là phải hệ thống nó vẫn được cấp phát cho cái khác đúng không? Thì đấy là cái vấn đề thứ nhất là mình quên, mình không giải thích thêm là có một cái cơ chế là chúng ta cần bao nhiêu cấp phát bấy nhiêu. Rồi Mạnh chữa luôn lại cho mình cái phần first fit và best fit nhé. Dạ vâng ạ. Để em xem màn hình. Cô nhìn thấy em xem màn hình chưa? Rồi mình nhìn thấy rồi. Dạ thì đối với first fit thì đầu tiên là 115 thì em sẽ đây là thanh trạng thái của em, thì em sẽ ghi ngang ở đây ạ. Rồi rồi em phóng kích thước to lên chút đi, mình nhìn nó hơi đây nhỏ hơn. Nữa dạ, đây. Chút nữa, nữa nữa. Đây ạ, được chưa? Rồi rõ rồi, rồi. Vâng, thì đầu tiên là 115 thì em sẽ cho vào cái vùng vùng 300 đúng không? Dạ, em sẽ cho vào vùng 300. Thì, là vùng 300 này nó còn thừa là 185, ý em là thế này đúng không? Vâng, đúng rồi, ý em là thế. Xong rồi tiếp theo là 500 thì nó sẽ cho vào vùng 600. Thì đây vùng 600 còn lại 100. Vùng 358 thì nó không cho được vào vùng 350 mà nó phải cho vào cái vùng 750 ở bên cạnh, bởi vì nó lớn hơn ạ. Thế là đây vùng 750 thì nó sẽ còn là 392. Rồi. Chính xác. 200 thì cho được vào vùng 350.
thì nó còn 150. Còn 375 thì cho tiếp vào 392 mà vừa ấy giảm từ 750 xuống thì nó còn 17 ạ. Chính xác. Đúng rồi. Cách bạn biểu diễn thế này cũng được, còn cố gắng nếu mà chúng ta vẽ ra được theo kiểu cái sơ đồ của RAM ấy thì là nó sẽ gọi là trực quan hơn thôi, đúng không mọi người? Còn bạn hiểu cái này thì nó cũng dễ hiểu thôi, đúng không nào? Rồi với best fit thì là như nào nhỉ? Best fit thì 115 mà em tìm được 125 thì em sẽ trừ nó vào là còn 10 ở cuối, cái 125 là ở cuối current state. Chỗ này đi chậm lại một để cho các bạn hiểu nhá. Best fit là chúng ta phải tìm các ô trống chứa được nó và chúng ta lấy ra cái ô có kích thước nhỏ nhất, đúng không? Vâng. Thì là có những ô trống nào, tất cả các ô trống đều thỏa mãn à? Dạ vâng, tất cả các ô trống thì đều thỏa mãn với cả 115. Thì ô trống cuối cùng có một là 125 thì sẽ là bé nhất, nên là em chọn rồi. Ô 125. Rồi, thì là còn thừa 10 đúng không? Dạ vâng. Tiếp theo là thanh, tiếp theo là đến 500kb thì trên thanh trạng thái vừa đấy ở trên này là 300, 600 này thì còn lại là 600 và 750 thì là sẽ vừa với cả 5 thì sẽ phù hợp cho 500. Thì em chọn cái nhỏ nhất là 600. Sau đấy là em trừ đi thì ở đây là còn 100. Trời. Tiếp theo là đến 358 thì ở trên thanh trạng thái này chỉ còn 750 là phù hợp với cả là lớn hơn 358 nên là em chọn là 700, vùng 750 thì trừ đi là còn 392. Rồi. Tiếp theo là còn đến 200 thì trên thanh này có đúng một cái là vừa tròn 200 luôn nên là em chọn luôn. Rồi. Rồi. Và so sánh cái cuối cùng, cái sơ đồ còn trống cuối cùng thì như nào? Có 375 thì là ở trên này là có 392 là phù hợp nhất nên là em lấy 392 trừ 315 là còn 17. Nên là cuối cùng trạng thái là còn 3 thừa là 300, 100, 350, 0, 17 với cả 10. Giờ tạm thời dừng ở đây để chúng ta sơ sánh hai cái sơ đồ bộ nhớ thì chúng ta sẽ thấy là cái nào có gọi là phân mảnh ngoài lớn hơn. Tức là những cái ô trống còn lại thì nó phân thành các ô nhỏ nhiều hơn, thì cái nào mà giữ lại các ô lớn thì là cái hiện tượng phân mảnh ngoài nó sẽ giảm đi, đúng không? Vâng, thì best fit nó sẽ là nó sẽ tốt hơn bởi vì nó còn thừa lại những cái ô phân mảnh có kích thước lớn hơn là 300 với cả 350. Còn nó dùng hết được một ô. Rồi đấy, chính vâng. Xác. Rồi, thế là nhân tiện em xem cái word fit của em cuối cùng đi. Xem cái sơ đồ word fit, không phải giải thích nữa tại vì mọi người đều biết cái cơ chế rồi đúng không? Cái kết quả của word fit cuối cùng xem nào. Word fit thì nó có một cái là ở trong hàng đợi. Không hàng đợi ấy được đúng không? Dạ vâng. Không, đấy, với word fit thì chúng ta không cấp phát được cái 375 đúng không? Tại do là nó cứ chiếm những cái to trước rồi đúng không? Dạ vâng. Thì đấy là... Rồi, cảm ơn bạn Mạnh rất nhiều. Mình nghĩ là bài này dễ, cuối cùng lại rất ít bạn làm được, đúng không? Mạnh lại thêm một điểm con nốt nữa nha. Có ai có câu hỏi gì cho bạn Mạnh nữa không nhỉ? Để chúng ta cùng giải thích, cùng ấy hiểu được cái phần này. Rồi này. Thì đấy là cái phần mà mình muốn các bạn hiểu được về cái cơ chế cấp phát, tức là với cái cấp phát liên tục ấy, lúc nãy mình không quên không nói với các bạn, thì là chúng ta sẽ có hai cơ chế, là thứ nhất là cấp phát phân vùng, tức là chúng ta bộ nhớ sẽ chia thành các phân vùng đơn vị đấy, thì là tùy vào kích thước của mỗi tiến trình thì là nó sẽ chiếm hữu toàn bộ cái phân vùng đấy, ví dụ kích thước là 1,5 phân vùng được chiếm hữu 2 phân vùng đúng không? Còn cái cơ chế thứ hai là cần bao nhiêu chúng ta cấp phát bấy nhiêu, và như dưới bài tập vừa rồi thì
chúng ta đều có những cái chiến thuật là first fit, best fit và worst fit. Thì vừa rồi là một cái ví dụ để chúng ta cho thấy là cái cơ chế, ví dụ cái bài vừa rồi thì mình sẽ vẽ ra như này để các bạn hiểu. Còn như bạn Mạnh, bạn làm như thế cũng rất rõ rồi, nhưng mà nếu mà vẽ ra nó trực quan hơn, ví dụ chúng ta có hai cái phân vùng trống chẳng hạn, thì 300 với 600 chẳng hạn, thì bản chất là giữa 300 600 là có một số tiến trình đã được lưu rồi, nhưng mà người ta chứ nó không phải liền nhau nhé. Thì các bạn có thể vẽ ra đúng không nào, để chúng ta nhìn thấy cái sơ đồ cấp phát này. Còn nhìn này thì đôi lúc lại rối hơn so với cái cách thức bạn Mạnh bạn trình bày. Thì những các bạn trình bày nào miễn là dễ hiểu là được. Thì các bạn vừa rồi các bạn xem qua bài tập thì người ta cũng đã chứng minh cho chúng ta thấy là với cái best fit thì là nó tối ưu hơn, nó giảm thiểu cái hiện tượng phân mảnh ngoài so với first fit, đúng không nào. Còn trên thực tế, trên thực nghiệm ý, các bạn sẽ thấy người ta quy ra thì là cái first fit ý, tức là thực ra là một số bài tập thì chúng ta thấy best fit thì là tối ưu hơn, nhưng mà về khi mà người ta thực nghiệm nhiều, tại vì chúng ta phải có những cái số liệu đủ lớn thì đúng không ạ, thì người ta thấy first fit và best fit thì nó cũng không khác nhau lắm cái tỷ lệ mà phân mảnh ngoài. Còn riêng worst fit thì đương nhiên là sẽ dẫn đến cái hiện tượng phân mảnh ngoài lớn hơn rất nhiều rồi. Cái worst fit thì là tệ nhất rồi, còn như bad fit và first fit thì rất là khó để so sánh. Thì đấy là cái trên thực tế người ta khi mà thực nghiệm rất nhiều, đúng không nào, trên rất nhiều. Còn trong một số tình huống thì chúng ta sẽ thấy là bad fit là tốt hơn, nhưng mà cũng không thể chứng minh được trên cái dữ liệu diện rộng, đúng không nào. Thì đấy là cái chúng ta nói về cái việc cấp phát liên tục. Thì cái việc cấp phát liên tục ấy thì là chúng ta có dẫn đến hai cái hiện tượng mà lãng phí bộ nhớ RAM, tức là thứ nhất là hiện tượng phân mảnh ngoài, tức là tổng cái kích thước còn trống của RAM để chứa được đủ cái yêu cầu của tiến trình, nhưng mà chúng ta không thể tải tiến trình vào được do tiến trình phải lưu liên tục trên RAM, đúng không nào. Thì các vùng RAM lại bị phân thành các mảnh nhỏ còn trống, tức là thì mỗi mảnh nhỏ không thể chứa được cái kích thước của cái tiến trình lớn muốn vào đó. Thì để vừa rồi chúng ta cũng có một bạn đã trả lời cái câu hỏi là để giải quyết cái vấn đề phân mảnh ngoài thì chúng ta có thể dùng cái phương pháp gọi là compaction, là các bạn đẩy các tiến trình đang có trên RAM về một phía, đúng không nào, thì cái vùng trống nó sẽ về một phía thì tạo ra những vùng trống lớn. Tuy nhiên làm như thế thì nó sẽ làm cho cái hiệu quả của hệ thống nó bị giảm đi, vì chúng ta phải dừng hệ thống lại trong cái thời gian compaction. Cái đấy là cái người ta không khuyến cáo, không nên thực thi, đúng không nào. Thì người ta lại, vậy là gì, cái mấu chốt vấn đề ở đây là do chúng ta đang dùng cái cơ chế để MMU nó tính toán đơn giản là lưu tiến trình liên tục trên RAM. Như vậy MMU nó ánh xạ từ địa chỉ logic sang địa chỉ vật lý, nó đơn giản hơn là chúng ta chỉ cần dùng cái địa chỉ x cộng với giá trị base để ra cái địa chỉ vật lý, đúng không nào. Thì bây giờ chúng ta phải làm cái nó phức tạp lên, thì thay vì chúng ta thấy là ở đây chúng ta thay vì là chúng ta lưu tiến trình liên tục thì là chúng ta chia cái tiến trình ví dụ 11 thành hai phần, đúng không nào, phần 1 lưu ở trên và phần 2 lưu ở dưới, đúng không. Thì là như vậy là chúng ta sẽ giải quyết được hiện tượng phân mảnh mà chúng ta không phải làm cái back compaction. Thì để làm được điều đấy thì là người ta sẽ sang cái cơ chế chúng ta gọi là bảng phân, đây là chưa gọi là phân trang, ở đây gọi là phân mảnh luôn nhỉ. Cái cơ chế phân mảnh, tức là segmentation này, là bây giờ chúng ta cho phép cả tiến trình không cần lưu liên tục ở trên trên RAM, tức là tiến trình được lưu thành các phần rời rạc ấy, gọi là phân bảng phân. Thì tiến trình được chia thành các khối nhỏ hơn, đúng không nào. Chia như nào, chia theo cái logic lập trình ấy, các bạn biết là trong một chương trình của chúng ta được chia thành các hàm, đúng nào. Thì đấy, người ta sẽ chia thành nội dung của tiến trình thành các khối theo cái logic lập trình của chúng ta. Ở đây có cái hàm main này, rồi hàm square root chẳng hạn ấy, trong nội dung tiến trình có những cái hàm khác nhau, rồi những khối mà chứa các biến cục bộ thì gọi là stack ấy, các biến để lưu trong stack thì chúng ta tạo thành một khối này, vân vân và vân vân. Thì đây là cái chia một tiến trình theo cái logic lập trình, đúng nào. Như vậy là tiến trình bây giờ có rất tạo thành rất nhiều khối, đúng không. Thì với cái tiến trình ban đầu của chúng ta là chia được thành 5 khối.
gọi là cử thành năm 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 à đây là gọi là không phải là mảnh mà đoạn, gọi là phân đoạn. Xin lỗi là cái gì tiếng Việt ở đây cái segment lại được dịch là phân đoạn. Thành năm phân đoạn đúng không nào? Đánh số từ 0 đến 4 đây này, bao giờ cũng đánh số từ 0 đúng không nào? Phân đoạn thứ nhất thì là ứng với cái mà chúng ta gọi là subroutine này, gọi là phân đoạn số 0. Thì phân đoạn số 0 khi tải vào RAM nó sẽ ở cái vị trí base của nó là 1400 và kích thước của nó là 1000. Như vậy nó sẽ lưu từ 1400 đến 2400. Tương tự như thế cho phân đoạn 1, 2, 3, 4 các bạn sẽ thấy là có giá trị base của nó là cái kích thước vùng bắt đầu đúng không nào? Và độ dài của nó thì chúng ta sẽ biết là nó chiếm từ đâu đến đâu. Và nó sẽ là lưu gọi là bất kỳ, tức là khi nào cần thì là chúng ta tải vào RAM, nên là cái thứ tự của nó cũng linh tinh, nó không theo đúng thứ tự. Ví dụ phân đoạn số 0 đúng không nào, thì chúng ta tải vào đây, nhưng mà phân đoạn số 1 thì nó ở đây, là do cái thứ tự mà chúng ta thực thi các phân đoạn. Tại vì chúng ta biết là trong một cái chương trình thì là chúng ta gọi các hàm ra theo cái thứ tự bất kỳ tùy vào cái input của chúng ta đúng không nào. Như vậy là ở đây có 5 cái phân đoạn của chúng ta được tải vào RAM ở 5 vị trí rời rạc như này đúng không nào. Vậy để MMU nó ánh xạ được từ địa chỉ logic là cái vị trí tương đối trong tiến trình sang cái địa chỉ vật lý là cái địa chỉ ở trong RAM ấy, thì chúng ta cần một cái chúng ta gọi là bảng phân đoạn hay là segment table đúng không nào. Segment table ở đây chúng ta sẽ có 3 cột. Cột thứ nhất là index, là số hiệu của phân đoạn. Thì cột này thì là với cái quyển sách của ông Singbercha là không bao giờ ông tính kích vào cái kích thước của bài, coi như cái cột này là cái cột mặc nhiên nó phải có. Mà người ta ông chỉ tính kích thước là hai cái cột là cột base và cột limit thôi đúng nào. Mặc dù cái bảng này chắc chắn là có 3 cột nhé, về khi các bạn lưu trữ được bảng này có 3 cột, nhưng mà cái cột index là số hiệu phân đoạn bao giờ cũng bị bỏ qua ở trong cái quyển sách của Singbercha đúng nào. Người ta chỉ tính hai cái cột này để tính kích thước của bảng thôi đúng nào. Thì đây là gì, vậy là gì, chúng ta cần một cái bảng phân đoạn. Bảng phân đoạn chứa giá trị base và giá trị limit là độ dài của mỗi phân đoạn đúng nào. Và để ánh xạ từ địa chỉ logic sang địa chỉ vật lý thì đơn giản là đầu tiên là ví dụ tôi cần thực thi một cái biến x ở trong cái phân đoạn số 1 này, x có địa chỉ logic là 100 trong phân đoạn số 1 đúng không, thì địa chỉ vật lý của nó là bao nhiêu nhỉ? Giờ mình gọi một bạn xem bạn ấy tính cho mình như nào, xem bạn hiểu không nhé. Trần Đình Nam có. Ừ, Nam bây giờ tính cho mình nhé. Ở trong có một cái biến x có địa chỉ là 100 trong phân đoạn số 1 là địa chỉ logic đúng không? Vậy địa chỉ vật lý của nó là bao nhiêu? Địa chỉ vật lý của nó là 6400 ạ. Em tính như thế nào? Em thấy địa chỉ cứ nói đi, em tính như nào cho thấy, em giải thích đi, không sợ sai đúng không nào? Đúng là tốt, còn sai thì là cái để mọi người biết là mọi người đang hiểu như nào đúng không? Em tính như nào ra 6400? À, em nhìn lại thì thấy địa chỉ vật lý của nó ghi ở đây là 6300 luôn rồi. Đâu? 6300 là base thôi. Còn bây giờ mình bảo biến x có địa chỉ logic trong cái phân đoạn số 1 là 100. Em lại loạn, em đang đúng, em lại thành sai rồi đấy nhá. Vâng, thế em nhầm. Thế thì địa chỉ của segment 1 là 6300. Ở trong đấy thì địa chỉ của biến x là 100 thì cộng vào 6300 cộng 100 là 400, 6100 ạ. Đúng xác, đúng không? Tức là địa chỉ thứ 100 ở trong cái phân đoạn số 1, đúng không? Mà cái phân đoạn số 1 thì nó lưu từ bắt đầu từ 6300 ở đây đúng không nào? Vậy là cái ô thứ 100 của nó thì chúng ta phải cộng thêm 100 vào đúng không? Là 6300 cộng 100 bằng là 6400. Chính xác. Bây giờ tính tiếp nhá, để xem là đã hiểu chưa nhá. Bây giờ mình có một cái biến y ở phân đoạn số 4. Phân đoạn số 4 và nó ở cái địa chỉ 500. Địa chỉ logic 500 trong phân đoạn số 4 thì địa chỉ vật lý của nó là gì? Là 5200 ạ. Cộng như thế nào nhỉ? À, nói lại 4700 cộng với 500 bằng 5200. Chính xác, cảm ơn bạn Nam. Vậy là bạn đã hiểu, mình hy vọng các bạn cũng hiểu, bạn khác cũng hiểu đúng không? Thì ý nghĩa của cái bảng phân đoạn này là chúng ta lấy được các giá trị base của các phân đoạn trong cái tiến trình của chúng ta đúng không nào, để chúng ta ánh xạ từ địa chỉ logic sang địa chỉ vật lý. Rồi các bạn đã hiểu được cái cơ chế chúng ta ánh xạ từ địa chỉ logic sang địa chỉ vật lý rồi nhá, dùng cái bảng phân đoạn này.
Bây giờ câu hỏi tiếp theo của mình là vậy ở trong cơ chế cấp phát phân đoạn này, tức là chúng ta chia tiến trình thành các phân đoạn khác nhau ấy, và mỗi phân đoạn thì lại được lưu tại một vùng ô nhớ liên tục trên RAM này, thì chúng ta còn hiện tượng phân mảnh trong hay hiện tượng phân mảnh ngoài hay không? Mình lại gọi một số bạn nhé. Bạn Nguyễn Văn Tú. Em có đây của Tú trả lời cho mình là với cái cơ chế cấp phát phân đoạn này, chúng ta có hiện tượng phân mảnh ngoài hay hiện tượng phân mảnh trong không? đã với cơ chế cấp phát bằng này Thứ nhất là trả lời cho mình là có hiện tượng phân mảnh trong không? cái chỗ cái chỗ tiến trình nó chiếm à tiến trình bao nhiêu KB em chưa thấy ghi thì em không biết. Thì bạn em tính tổng lên thôi, tiến trình là sẽ là tổng các phân đoạn của nó, thì ở đây nó có 5 phân đoạn thì em tính tổng lên lên thôi, tổng cái chỗ cái cột Limit này lên thôi. Em thì hiểu phân đoạn trong phân đoạn ngoài nhưng mà câu hỏi cô em chưa hiểu mấy ạ. Có hiện tượng phân mảnh trong không? Với cái cơ chế cấp phát này, phân mảnh trong là gì? Em hiểu phân mảnh trong là gì? Phân mảnh trong tức là một tiến trình được cấp phát phù hợp với cái nó gọi Thừa là so với yêu cầu của rồi đúng rồi nó, đúng không? rồi Ví à. dụ như là kích thước của nó là 1.200 nhưng mình cấp phát thành 1.500 chẳng Một hạn, nghìn thì năm ở đây trăm đấy mình có cấp phát thừa không? rồi yeah. Theo em ở đây mình có với cái cơ chế cấp phát phân đoạn này, chúng ta có cấp phát thừa cho nó không? Dạ có Cấp phát thừa ở đâu? Em chỉ ra cho mình. em nghĩ là cấp phát theo phân đoạn thì nếu mà nó nhỏ hơn phân đoạn thì chắc là thừa. Thế nào là nhỏ hơn phân đoạn? Ví dụ tiến trình thì là 500 cấp phát 1.000 thì chứng tỏ là thừa. Ờ không, thế thì em lại không hiểu cái phần này của mình. Cấp phát phân đoạn ở đây là chúng ta thấy là gì? Em thấy đấy, cái phân đoạn nó kích thước bao nhiêu thì mình cấp phát cho nó đúng bấy nhiêu thôi, cái phân đoạn của tiến trình, chứ không phải là cấp phát theo kiểu phân vùng cố định như như lúc nãy mình giải thích đâu. Mỗi phân đoạn này, ví dụ đây là tiến trình được chia thành 5 phân đoạn logic nhé, theo cái lập trình logic của nó. Và mỗi phân đoạn có kích thước như thế này thì là cái kích thước của nó bao nhiêu thì chúng ta cấp phát cho Cái nó phát đúng bây bấy giờ nhiêu. Đây này, em nhìn thấy này. Ví dụ nó là 400 thì mình cấp phát cho nó đúng 400 thôi. à đây là phân đoạn của tiến trình vâng thế thì không có phân mảnh trong ạ Chứ không phải là chúng ta cấp phát phân vùng như là lúc nãy mình giải thích đúng không? Lúc nãy à dạ là vâng ạ RAM được chia thành các phân vùng cố định ấy, thì cấp phát đơn vị cấp phát là phải theo phân vùng đúng không? vâng ạ Thì không có hiện tượng phân mảnh trong đúng không? Rồi, thế còn hiện tượng phân mảnh ngoài có không? mảnh ngoài thì có ạ Giải thích cụ thể hơn. do là các statement này nó đang kiểu rời nhau đấy ạ đang rời nhau ở các địa chỉ Thế phân đấy mảnh ngoài nó xảy ra khi nào? phân mảnh ngoài xảy ra khi là các tiến trình mà nó được cấp phát kiểu lỗ chỗ ở trong RAM tức là địa chỉ từ 1.000 đến 1.500 thì có rồi 2.000 đến 2.500 thì có RAM trống còn từ 1.500 đến 2.000 lại không có đấy là phần mảnh Thế ngoài thì bạn Nam lại hiểu sai cái định nghĩa của phân mảnh ngoài rồi, đúng nào? Ở đây không phải là phân mảnh ngoài, không phải hiện tượng là tiến trình cấp phát lỗ chỗ ở trong RAM, mà gì, khi mà tổng kích thước còn trống của RAM thì bằng cái yêu cầu mà chúng ta phải tải vào. Bây giờ chúng ta không tải theo cấp tiến trình mà tải theo cấp gọi là phân đoạn của tiến trình nhé. Mỗi cái segment này gọi là một phân đoạn. Thì giả định rằng mình có cái phân đoạn số thứ sáu của tiến trình, mà gọi là phân đoạn có số hiệu là 5 này này. Giả sử tiến trình này có thêm mấy phân đoạn thứ sáu nhá, mà cái phân đoạn này kích thước của nó là gọi là gì nhỉ, bao nhiêu nhỉ, tầm 15.000 đi, limit của nó là 15.000, thì tất cả các vùng trống này nó đều nhỏ hơn 15.000 đúng không? Nhưng mà Đúng giả định rằng là tổng các vùng trống thì là lớn bằng 15.000, nhưng mà tất cả các vùng trống nhỏ này nó đều nhỏ hơn 15.000, như vậy là chúng ta không thể có cái vùng trống nào chứa được cái phân đoạn số 6 của cái tiến trình này. Đúng không? rồi. Thì về lý thuyết là chúng ta lại hiện tượng xảy ra phân phân mảnh ngoài là gì? Tổng kích thước còn trống thì đáng lẽ phải đáp ứng được cái yêu cầu tiếp theo của cái phân đoạn số 6, nhưng mà do là các vùng trống nó bị chia nhỏ ra. Vâng ạ. Đúng không?
thì chúng ta không thể tải cái phân đoạn số 6 vào bất cứ vùng trống nào. Thì ở đây chúng ta hiểu là mỗi phân đoạn là một cái tiến trình nhỏ hơn đi, đúng không nào? Thì vẫn xảy ra hiện tượng phân ngoài ngoài. Cảm ơn bạn Nam rất nhiều. Ở đây là các bạn em hiểu hơi sai ạ. Ừ, các bạn đang bạn hiểu. À xin lỗi bạn Tú. Ừ, cảm ơn Tú. Ờ, xin lỗi gì nhập. Mình hiểu tại vì chúng ta đang bị đang chuyển giao từ cái chỗ mà cấp phát liên tục kia bây giờ sang cấp phát. Ở đây là cấp phát phân đoạn là một tiến trình được chia thành các phân đoạn nhỏ, đúng không nào? Thì các bạn chú ý là ở đây thì mỗi phân đoạn kích thước bao nhiêu thì là chúng ta cấp phát cho cái phân đoạn đấy bằng tầng đấy thôi, chúng ta không cấp phát thừa, đúng không nào? Thì không có hiện tượng phân mảnh trong, đúng không? Nhưng mà vẫn xảy ra hiện tượng phân mảnh ngoài. Bản chất là mỗi phân đoạn nó lại phải được lưu liên tục, thì giống như là một cái tiến trình nhỏ thôi, thì là vẫn xảy ra hiện tượng phân mảnh ngoài là khi các phân vùng trống nó bị phân nhỏ lại, đúng không nào? Mà tổng kích thước các vùng trống thì đáng lẽ phải chứa được yêu cầu của một cái phân đoạn nào đấy, nhưng mà phân đoạn này kích thước nó quá lớn thì chúng ta không thể tải được cái phân đoạn đó vào, đúng chưa? Thì đấy là các bạn phải nắm bắt dần dần chỗ này. Chúng ta lần đầu tiên cũng thế, bất cứ lớp nào cũng bị nhầm lẫn cái khái niệm của cái phân mảnh trong và phân mảnh ngoài. Vậy là kết luận là gì? Với cái phương thức cấp phát theo phân đoạn này thì chúng ta vẫn có hiện tượng phân mảnh ngoài nhưng mà không có hiện tượng phân mảnh trong. Nhưng mà tuy nhiên cái phân mảnh ngoài là cũng làm cho cái tỷ lệ lãng phí ô nhớ trong RAM rất nhiều, đúng không nào? Chúng ta vẫn cần khắc phục. Thì người ta lại nghĩ ra một cái cơ chế khác phù hợp hơn. Tuy nhiên mình lại muốn dừng lại để các bạn làm bài tập để hiểu hơn, tại vì cũng có rất nhiều, vừa rồi mình đã kiểm tra một số bạn rồi, nhưng mà mình muốn với cái bài này mình sẽ gọi các bạn làm trong khoảng 5 phút đi nhá. Mình sẽ tạo link cho bạn, chúng ta làm từ giờ đến 9 giờ đi. Sau mình sẽ gọi 5 bạn bất kỳ để trả lời 5 cái câu này. Chứ không tính xung phong nữa đâu nhá. Chúng ta sẽ làm cái 8 slide 30. Từ giờ đến 9 giờ.
Chúng ta tính nhanh một chút nha, mình sẽ gọi một số bạn lên để trả lời luôn này. Thân Hồng Thái, bạn Thân Hồng Thái có ở đấy không nhỉ? Có. Ừ, em trả lời cho mình là câu A, vậy là cái địa chỉ vật lý là bao nhiêu? Em có câu A là có 600 mà địa chỉ của 430 thì em sẽ cộng vào là 219 cộng 430 bằng 649 ạ. Đúng xác. Rồi, cảm ơn bạn Thái. Vậy là bạn làm chuẩn rồi nha, mình gọi tiếp này. Mỗi bạn làm một số câu để xem các bạn. Trịnh Hữu Tân, câu B. Bạn Trịnh Hữu Tân có mặt không nhỉ? Vậy mình sẽ đánh dấu bạn Trịnh Hữu Tân là vắng mặt hôm nay nhé. Bạn tiếp theo là bạn Vũ Tú Anh. Có. Ừ, bạn Tú Anh tính câu B cho mình. Câu B là 2310. Rồi. Cảm ơn bạn Tú Anh. Ở đây chúng ta sẽ thấy là địa chỉ logic bao giờ nó sẽ có gồm hai thành phần. Thành phần thứ nhất là số hiệu của phân đoạn, đúng không nào? Và thành phần thứ hai là ở đây chúng ta gọi là cái vị giá trị, vị trí của nó, là offset của nó trong cái phân đoạn đấy, đúng không nào? Thì là địa chỉ logic nó sẽ bao giờ gồm hai cái thành phần như thế thì chúng ta sẽ định vị được. Bạn Trần Duy Linh. Bạn Trần Duy Linh có mặt không nhỉ? Có. Ừ, em làm câu C cho mình. Kết quả của câu C là gì nhỉ? Của anh em. Em có theo dõi câu A và câu B các bạn làm không? Có. Nhưng mà em đang nghi vấn là cái chỗ neng kia nó có ảnh hưởng đến. Chính xác, đúng không? Bạn Linh, bạn phát hiện rất tốt. Tức là ở đây các bạn quay lại cái sơ đồ mapping của mình đây này. Các bạn nhìn đây là cái sơ đồ nhé, là chúng ta có cái địa chỉ logic là gồm có số hiệu phân đoạn này. Từ số hiệu phân đoạn các bạn sẽ lấy được cái giá trị limit và giá trị base, đúng không? Và bước tiếp theo là chúng ta phải kiểm tra là cái offset, là cái giá trị D của chúng ta là offset này này, có nhỏ hơn limit hay không? Nếu mà nhỏ hơn thì chúng ta mới thực thi là phép cộng base cộng với D, đúng không nào? Còn nếu mà lớn hơn hoặc bằng nghĩa là nó là cái một cái offset vượt ngoài phân đoạn, đúng không? Bạn Linh, bạn ấy rất là tỉnh táo ở chỗ này, đúng không nào? Vậy câu trả lời của Linh là gì ở đây? Hả? Mình vừa giải thích rồi thì bây giờ tóm lại là kết quả của bạn, câu trả lời của bạn là gì với cái câu C? Chắc là địa chỉ NO. Ừ, chính xác là lỗi, đúng không? Tại vì chúng ta đã truy cập một cái offset nó vượt ngoài cái phân đoạn của chúng ta, nó chỉ có kích thước là 100 thôi, đúng không? Và chúng ta muốn truy cập giá trị 500 mà đây là một cái giá trị lỗi thì nó hệ điều hành sẽ báo lỗi thôi. Đúng không? Không có vấn đề gì cả. Cảm ơn bạn Linh đi nha. Thì chúng ta phải rất là tỉnh táo ở đây nhờ, có một số trường hợp là báo lỗi, đúng không nào? Câu D, câu E mình mời một bạn trả lời luôn. Đúng không? Nguyễn Thế Hoàng. Em đây ạ. Ừ, câu D, bạn tính cho mình câu D. Em có câu D là 1727 ạ. Em tính như thế nào? Em lấy 1327 cộng với cả 400 ạ. Chính xác, đúng nào, đơn giản. Thế còn câu E? Câu E cũng bị lỗi ạ. Chính xác, là tại sao? Tại vì len mà có chỉ có 96 mà nó lại lấy 112 ạ. Ừ, là một cái địa chỉ offset vượt qua cái kích thước trong nó, đúng không? Lỗi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhưng mà mình thấy là các bạn đã hiểu được cái cách chúng ta ánh xạ từ địa chỉ logic sang địa chỉ vật lý. Thì đương nhiên là cái đảo lỗi thì là nó
cái bộ phận MMU nó sẽ báo lỗi lúc nào là địa chỉ này là bị lỗi. Thì chúng ta thấy trong quá trình chương trình chạy là chúng ta phải bắt lỗi là thế. Chúng ta không bắt lỗi là chúng ta sẽ đọc một cái giá trị vu vơ ở đâu đó, sau là hệ thống chúng ta chạy sai hoàn toàn, đúng không? Còn lỗi xảy ra như nào là do nhiều tình huống, là trong quá trình lập trình chúng ta không để ý, chúng ta tính toán ra cái offset của nó sai mà chúng ta không đối chiếu lại là cái limit của nó là như thế này, mà chúng ta ra được một cái offset lớn hơn mà chúng ta không đối chiếu, đúng không nào? Tính toán lúc nào đấy mà chúng ta không cẩn thận là chúng ta sẽ bị bắt lỗi, nó sẽ như thế. Rồi, thì là đấy là với cách thức là chúng ta làm việc với phân đoạn là segmentation, đúng không? Còn cái cơ chế tiếp theo cũng là cho phép tiến trình được lưu không liên tục. Mình xin lỗi, nay mình ho đây này. Thế, tiếng nó cũng không rõ ràng lắm. Nhưng mà lưu không, tức là ở đây chúng ta cũng cho phép tiến trình lưu không liên tục trên RAM. Tuy nhiên là chúng ta ở một cái nó linh động hơn thì nó sẽ giảm thiểu cái hiện tượng phân mảnh. Còn tí nữa mình sau khi học xong thì mình sẽ hỏi là còn phân mảnh trong hay phân ngoài, các bạn trả lời sau nhé. Rồi, thì là cái này thì mình quay lại cái hình mình ví dụ các bạn ban đầu thì sẽ dễ hiểu hơn này. Bây giờ RAM đúng không? RAM sẽ được chia thành các khối có kích thước bằng nhau, gọi là mỗi khối được sẽ gọi là một frame, đúng nào? Mình không dịch sang tiếng Việt được, tại vì từ trước đến giờ mình không thấy ai người ta dịch cái frame này sang tiếng Việt, tại vì nếu mà dịch thì nó sẽ nhập nhằng giữa cái khái niệm block hay gì gì đó. Còn frame này chúng ta hiểu là RAM được chia thành các khối vật lý có kích thước bằng nhau, gọi là frame này. Cái frame này thì nó lớn hơn cái khối đơn vị để chúng ta đánh địa chỉ nhá, nó không bằng cái khối đơn vị. Cái mà chúng ta đánh địa chỉ RAM thì là RAM lại được chia thành các khối đơn vị nhỏ hơn frame rất nhiều, còn frame này là một cái khối lớn, đúng không nào? Tiến trình thì cũng chia thành các khối bằng nhau, gọi là các batch hay là gọi là các trang, đúng không nào? Và kích thước của các trang hay là mỗi batch thì nhỏ hơn bằng hoặc bằng kích thước của frame, để mỗi khi mà chúng ta tải một trang của tiến trình thì là chúng ta vừa vặn tải vào được một frame. Còn về sau này các bài tập nếu mà không nói gì thì các bạn cứ mặc định là kích thước của trang bằng kích thước của frame, được không? Như vậy là gì? Tiến trình được chia thành các trang này, các trang có kích thước bằng nhau và kích thước của trang nhỏ bằng kích thước frame. Vậy mỗi khi chúng ta tải tiến trình vào ấy, thì là tiến trình thì mỗi trang của tiến trình có thể là lưu ở đâu đấy, đúng nào? Chứ không nhất thiết phải liền nhau. Ở đây là chẳng may là mình minh họa cho cái cơ chế là cấp phát liên tục thì là các trang được lưu liền nhau thôi. Còn đây chúng ta sẽ thấy các trang sẽ được tách rời ra, đúng nào? Thì là phải quay lại cái hình minh họa ở đây. Là RAM được chia thành các frame, đúng không nào? Và tiến trình được chia thành các trang. Như vậy là chúng ta sẽ có một cái chúng ta gọi là bảng phân trang. Bảng phân trang nó sẽ là gì? Cột thứ nhất cũng là số hiệu, gọi là index, là số hiệu trang này, đánh số từ 0 đến cái trang cuối cùng này. Và cột thứ hai thì là sẽ là frame number của cái trang đấy khi tải vào RAM. Như vậy là chúng ta biết là trang nào đó, trang P1, P2 nào đó của tiến trình được tải vào cái frame F1, F2 hay F3 nào đó, đúng không nào? Ví dụ như là với cái tiến trình này có 4 trang và các trang đánh số từ 0, 1, 2, 3, đúng không nào? Thì đây là bảng phân trang cho cái tiến trình này. Thì trang số 0 được tải vào frame số 1, các bạn thấy trang số 0, trang số 1 được tải vào frame số 4 ở đây, và trang số 2 tải vào frame số 3. Đó, xin lỗi, frame số 3 ở đây. Cái thứ tự tải nó cũng là tùy thôi, là do khi nào chúng ta thực thi cái lệnh ở cái trang đó và chúng ta cần tải cái trang đó vào RAM thì là hệ điều hành nó mới tìm cái frame trống thôi nhỉ. Đấy, còn tìm như nào thì chúng ta sẽ có cơ chế đó trao đổi sau. Chính vì thế các bạn thấy là các trang tải vào trong RAM thứ tự nó cũng không phải là nhất thiết theo cái trình tự trang, đúng không nào? Nó không phải xếp là 0, 1, 2, 3, 4 lần lượt gì cả. Mà tùy vào do cái nhu cầu của chúng ta lúc nào muốn thực thi cái trang đấy thì lúc đấy chúng ta mới tải vào RAM chẳng hạn. Vân vân. Rồi, bây giờ vậy là các bạn đã hiểu cái cơ chế phân trang rồi, đúng không nào? Là batching đấy. Batching là cơ chế phân trang, là
Thứ nhất là RAM được chia thành các frame này, các frame và kích thước bằng nhau, và tiến trình thì chia thành các trang và kích thước bằng nhau, và kích thước của mỗi trang thông thường là nhỏ hơn bằng kích thước của frame, còn không nói gì là bằng luôn. Vậy bạn nào trả lời cho mình là với cái cơ chế phân trang này thì chúng ta có hiện tượng phân mảnh trong hay hiện tượng phân mảnh ngoài hay không? Bạn Nguyễn Thị Thúy Hiền. Em đã. Ừ, Hiền trả lời cho mình. Thứ nhất là hiện tượng phân mảnh trong có xảy ra không? Tại sao? Em nghĩ là phân mảnh trong không xảy ra. Tại sao? Tại vì kích thước của trang là bằng với cả kích thước của bức tranh riêng đấy. Ừ. Vậy là với cái trường hợp mà kích thước của trang bằng kích thước frame thì là sẽ không xảy ra hiện tượng phân mảnh trong, đúng không? Nhưng mà ngay từ đầu mình nói là thông thường thì kích thước của trang nhỏ hơn bằng, thì với trong trường hợp mà kích thước của trang mà nhỏ hơn kích thước frame thì sẽ xảy ra hiện tượng phân mảnh trong, đúng không nào? Rồi, thế còn hiện tượng phân mảnh ngoài thì sao? Phân mảnh ngoài em nghĩ là không ạ. Tại sao? Tại vì là kích thước của trang nhỏ hơn bằng của frame nên không cần phải cắt ra. Chính xác, tức là bạn Hiền bạn đã hiểu rồi, đúng nào, là chúng ta không có hiện tượng phân mảnh ngoài ở đây, còn hiện tượng phân mảnh trong có thể xảy ra nếu mà kích thước của trang nhỏ hơn kích thước của frame, đúng không? Còn vừa bằng là không có. Còn hiện tượng phân mảnh ngoài thì không xảy ra. Chúng ta nói là một khi mà RAM còn trống nghĩa là còn frame trống. Còn một cái frame trống thì là tất nhiên là chúng ta sẽ chứa được một cái trang nào đó của một tiến trình nào đó, đúng không nào? Như vậy là hiện tượng phân mảnh ngoài gần như là không bao giờ xảy ra, đúng không? Thì đấy là cái ưu việt của cái cơ chế phân trang này, là không có hiện tượng phân mảnh ngoài. Còn hiện tượng phân mảnh trong thì có thể xảy ra nhưng mà rất ít, tại vì thông thường thì chúng ta sẽ để cái kích thước của trang bằng kích thước frame rồi, còn rất là rất hiếm xảy ra cái hiện tượng phân mảnh trong nếu mà chúng ta cho kích thước bằng nhau rồi. Thì chính vì với cái cấp phát phân trang này thì chúng ta thấy là nó ưu việt hơn so với tất cả những hai cái chiến lược mà chúng ta đã nghiên cứu trước đó, là cấp phát liên tục là một, và cấp phát phân đoạn là hai, đúng không nào? Không có hiện tượng phân mảnh ngoài và có thể giảm thiểu hiện tượng phân mảnh trong khi kích thước của trang bằng kích thước frame. Cho nên cái cơ chế này cho đến hiện tại thì được sử dụng trong hầu hết các hệ điều hành hiện đại ngày nay, là chúng ta đều sử dụng cái cơ chế phân trang này, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ làm một cái bài tập nhỏ nhỏ để các bạn hiểu được, đúng không nào? Để ánh xạ từ địa chỉ logic sang địa chỉ vật lý thì ở đây chúng ta phải cần một cái bảng gọi là bảng phân trang. Bảng phân trang về bản chất nó gồm hai cột, cột thứ nhất là số hiệu trang này, cột thứ hai là cái frame number ứng với cái trang đó. Ví dụ cái tiến trình này có trang số 0 này, trang số 0 là cái trang này, là được tải vào frame số 5. Frame số 5 thì là ABC, các bạn sẽ thấy là ở đây, đúng không? Trang số 1 tải vào frame số 6 ở đây, trang số 2 tải vào frame số 1 ở đây, và trang số 3 tải vào frame số 2 ở đây. Bây giờ chúng ta, mục đích của chúng ta là phải tính toán từ địa chỉ logic sang địa chỉ vật lý. Ví dụ như là mình bảo là tính địa chỉ logic từ là 12. Thì 12 thì là chữ M, đúng không? Thì chúng ta thấy chữ M nó là số 8. Thì các bạn chúng ta phải tính toán như thế nào để cho là 12 thì ứng với 8 được, đúng không? Thì ở đây có cái cách mà chúng ta tính toán là gì? Chúng ta thấy là mỗi trang đều có kích thước bằng nhau, và kích thước là 4 bài, đúng không? Chúng ta giả định rằng là cứ mỗi cái chữ cái này là kích thước là 1 byte thôi, đúng không nào? Thì là mỗi trang là kích thước là 4 byte. Vậy là chúng ta phải tính cái địa chỉ logic 12, thì là chúng ta sẽ lấy 12 chia cho kích thước của trang. Thì các bạn lấy 12 chia 4, đúng không nào? 12 chia 4 bằng mấy? Bằng 3 và dư 0, đúng không nào? Vậy 3 sẽ là số hiệu trang và 0 sẽ là offset. Vậy nghĩa là gì? Cái địa chỉ logic 12 ứng với số hiệu trang là 3, và offset của nó sẽ là 0, đúng không? Là cái byte đầu tiên trong cái trang này, là chữ M, đúng không? Thì các bạn sẽ thấy là chuyển sang cái trang có số hiệu là 3, đúng không nào? Trang số hiệu là 3 thì ánh xạ là nó sẽ được tải vào frame số 2 ở đây. Frame số 2 thì bắt đầu địa chỉ là 8, đúng không?
Vậy là chúng ta lấy base của nó là 8, cộng chúng ta cộng với offset thì 8 cộng 0 mà vẫn bằng 8, đúng không? Vậy chữ M từ địa chỉ logic 12 thì ứng với địa chỉ vật lý của nó là 8. Chỗ này mọi người hiểu được không nhỉ? Thì mình có một cái tóm tắt ở đây cho các bạn rồi, để các bạn hiểu được cách thức tính của nó là bao giờ chúng ta cũng lấy là địa chỉ logic chia cho kích thước của trang, đúng không? Ví dụ ở đây chúng ta lại tính cho một cái giá trị khác là 4 chẳng hạn đấy, thì chúng ta lấy 4 là ứng với cái chữ gì nhỉ? 4 là ứng với chữ E, đúng không? Thì chúng ta lấy 4 chia 4 thì bằng 1 và dư là 0, đúng không? Vậy là số hiệu trang sẽ là thương, là base number bằng 1 này. Và offset của nó sẽ là 0, là chính là cái dư này. Và đối chiếu bảng phân trang thì base number bằng 1 thì là tải vào trang số, frame số 6. Frame số 6 thì là ở đây là cái số hiệu của nó bắt đầu từ là 24, đúng không nào? Thì là chúng ta lấy 24 cộng với offset là 0, vậy là 24 cộng 0 bằng 24 thì vẫn là chữ E này, đúng không? Vậy là địa chỉ số 4 logic sẽ được ánh xạ sang là địa chỉ vật lý 24. Phần này có ai có câu hỏi gì không? Thì bây giờ mình sẽ gọi một bạn nào đó nhá, dựa trên cái mà mình vừa giải thích để tính toán ấy. Chúng ta tưởng tượng với cái bài này thì chúng ta nhìn từ cái này sang cái này rất dễ, tại vì chúng ta có cái chữ cái để chúng ta ánh xạ thì chúng ta tính sai là chúng ta biết ngay, nhưng mà những bài tập khác là chúng ta chỉ có mỗi cái bảng phân trang này thôi đấy, đúng không? Chúng ta tính sang và chúng ta tính nhầm là chúng ta không biết tính đúng hay sai, đúng không nào? Thì chúng ta phải có cái cách kiểm tra là như thế. Mình sẽ gọi một số bạn để cùng tính nhầm với mình để xem bạn tính đúng hay không. Bạn Nguyễn Việt Anh. Dạ em đây ạ. Ừ, Việt Anh tính cho mình địa chỉ logic số 5. Ô, địa chỉ logic số 5 là... Bây giờ mình cần tìm địa chỉ vật lý của nó, thì em tính theo các bước mình vừa giới thiệu xem. Bước 1 là chúng ta phải làm gì? Đến 5 làm gì? Bạn nhìn dòng cuối cùng chưa? Bạn nhìn được dòng cuối cùng chưa? Đây. Đây này, chúng ta phải làm ở đây, đúng không nào? Chúng ta phải chia cho kích thước trang, đúng không, để xem là nó sẽ ở trang nào. Mỗi trang ở đây giờ kích thước là 43, đúng không? Bây giờ chúng ta đang phải tìm cái địa chỉ logic số 5 thì chúng ta cần phải biết được nó ở trang có số hiệu là mấy và offset bao nhiêu, đúng không? Vâng. Em thực thi đi cho mình. Thì kích thước trang là 43. 43 thì ra thì bạn sẽ thực thi như nào? Em chưa hiểu lắm ạ. Vẫn chưa hiểu lắm rồi, bây giờ làm lại cùng mình nhá. Bây giờ các bạn chú ý này, bây giờ chúng ta sẽ tiến trình chia thành các trang có kích thước bằng nhau và mỗi trang là 43, đúng không nào? Thì bây giờ nếu mà các bạn chưa biết chia gì thì bạn làm theo kiểu bài toán góp nhóm đi. Vậy 4 bài đầu tiên thì sẽ là đánh số hiệu từ đâu đến đâu nhỉ? 4 bài đầu tiên của tiến trình ý sẽ là có số hiệu là gì? Bài số 0, bài số 1, bài số 2, bài số 3 ở đây, đúng không? Từ 0 đến 3. Vậy là từ 0 đến 3 sẽ là thuộc trang thứ nhất, đúng không? Đồng ý không? Em đồng ý chưa? Đồng ý ạ. Rồi. Vậy tiếp theo là 4 đến 7 sẽ là trang số 2, đúng không? Đúng rồi. Vân vân, như thế. Bây giờ mình muốn tính được cái địa chỉ logic là 5, thì mình muốn biết nó ở trang số mấy, thì là mình cứ lấy 5 chia 4 đầu tiên đã, đúng không? 5 chia 4 thì em thực hiện phép chia cho mình như 5 chia 4 bằng mấy dư mấy? 5 chia 4 bằng 1 dư 1. Vậy là gì? Bằng 1 dư 1, như vậy nó không thể thuộc cái trang thứ nhất được, đúng không? Sẽ thuộc trang thứ 2. Chuộc cái thang thứ hai mà số hiệu là 1, đúng không? Thì cái dư, cái thương của nó chính là số hiệu trang, và dư của nó là chính là offset trong trang. Dư 1 nghĩa là cái vị trí có số hiệu là 1 trong cái trang số 1 này. Em hiểu không? Có. Ừ, đấy. Thì bây giờ mình biết là cái trang số 1 này nó đang được lưu ở frame số mấy đây? Nhìn đi, em nhìn trên cái bảng phân trang này đi. Đây là trang số 1 đây, thì nó đang được lưu ở frame số mấy đây? Em đọc cho mình. Đâu nhỉ?
Bạn có hiểu không nhỉ? Bạn lại mất mic à? Rồi nhá, thế là chúng ta rồi để có lẽ bạn mất mic. Trang số 1 thì chúng ta thấy nó lưu ở frame số 6 đúng không? Frame số 6 thì là chúng ta sẽ nhìn thấy đây là frame số 6 này, tại vì ở RAM thì nó chia thành các frame. Các frame thì mỗi frame kích thước là 4 byte, frame số 6 sẽ bắt đầu từ là cái địa chỉ số 24. Đúng không? Địa chỉ số 24 và chúng ta cộng với cái offset, offset của chúng ta bằng 1, nó lại dư là 1. Vậy là 24 cộng 1 sẽ bằng 25 là ra chữ F. Ở đây chúng ta có chữ F đúng không nào? Vậy địa chỉ logic 5 sẽ ứng với địa chỉ vật lý là 25 đúng không nào? Mình gọi thêm một bạn nữa nhé, để xem các bạn. Chu Thanh Tùng. Em đây ạ. Ừ. Tùng đã nắm được cái cách thức tính toán chưa? Đã rồi ạ. Em sẽ tính cho mình địa chỉ số 14. 14 thì chia 4 thì dư 3 à, thì được 3 dư 2 ạ. Rồi. Và 3 cái 3 thì nó là ở page số 2 ấy. Thì nó là page number là 3 chứ. À vâng, page number là 3 thì và offset là 2 đúng không? Thì cái trang này là base number là 3 thì làm sao? Thì nó sẽ ở cái frame frame file ạ. Đúng rồi. Thì mình cộng cái frame 2 thì là nó bắt đầu vào địa chỉ là bao nhiêu? 8 ạ. Rồi, bây giờ lấy 8 cộng với offset là bằng bao nhiêu? Là chữ O. Nghĩa là offset là 2 đúng không? Thì 8 cộng 2 là 10. Vậy là địa chỉ 14 thì ứng với địa chỉ vật lý là 10 đúng không? Là chữ O đúng không? Cảm ơn em rất nhiều. Mình hy vọng là các bạn đã hiểu được cái cách thức chúng ta tính. Còn với cái bài này là rất là dễ, là nó trực quan là các bạn có cái chữ cái để chúng ta kiểm tra là chúng ta tính đúng hay sai đúng không? Còn các bài này khác là sẽ không có. Rồi này. Đây đúng không nào? Rồi này, vậy là chúng ta vừa có một cái bài gì? Hiểu sơ qua được cái cơ chế chúng ta tính toán đúng nào. Còn như mình nói là do là nếu mà kích thước của trang mà và kích thước của frame nó không khít nhau thì chúng ta hoàn toàn vẫn có một chút gọi là cái phân mảnh trong, nhưng mà nó không đáng kể thì đôi khi người ta bỏ qua đúng nào. Bài này thì mình muốn các bạn về nhà làm thì hơn. Bài này để bài tập về nhà thì cũng không khó lắm. Bây giờ vấn đề ở đây là gì? Chúng ta sẽ thấy là câu hỏi đặt ra là chúng ta cấp phát các trang còn trống cho các tiến trình như thế nào? Đúng không? À xin lỗi, các frame còn trống cho các trang của tiến trình như thế nào? Tại vì như vậy các frame còn trống nó cũng giải ra rất nhiều nơi. Mà bây giờ chúng ta lại phải đi tìm kiếm theo kiểu first fit, best fit hay là worst fit thì bản chất là nó là một là chúng ta phải tìm hết thì là rất là lâu đúng không nào? Thì có cách rất nhanh là người ta thấy là tất cả những cái trang còn trống được liên kết với nhau bằng một cái danh sách gọi là free frame list. Cái danh sách này thì nó có cái con trỏ vào đầu đúng không nào? Vậy là khi có một yêu cầu cần tải vào frame trống thì là người ta sẽ lấy cái frame ở đầu cái danh sách đấy và người ta cấp phát và cái con trỏ lại trỏ lên cái frame tiếp theo. Như vậy chúng ta không phải tìm kiếm nữa đúng không? Thì nếu mà quản lý như này là rất là nhanh thì chúng ta không phải duyệt tất cả các frame còn trống cho xem là chúng ta cấp phát cái nào đúng không nào? Chúng ta cứ lấy các frame còn trống liên kết với nhau bằng một cái danh sách và chúng ta lấy con trỏ cứ trỏ tịnh tiến theo cái danh sách đấy đúng không? Thì đấy là cái cách thức mà người ta cấp phát trang. Vấn đề ở đây là chúng ta sẽ thấy là cái bảng phân trang với cái cơ chế cái cơ chế batching này thì là cái bảng phân trang sẽ là một cái yếu tố chúng ta phải quan tâm. Thì với những cái tiến trình của kích thước rất lớn thì là số lượng hàng trong bảng phân trang nó có thể lên tới hàng chục nghìn hàng, có thể là hàng trăm nghìn hàng. Như vậy là cứ mỗi lần mà chúng ta cứ phải tìm kiếm là trang X nào đấy có ở frame number nào ấy, number Y nào thì chúng ta phải tìm kiếm trong bảng phân trang đúng không nào?
Như vậy là chúng ta quy về cái bài toán tìm kiếm cái frame tương ứng của một cái trang nào đấy về cái chúng ta giống như là tìm kiếm trong mạng một chiều, đúng không nào? Tại vì chúng ta phải tìm kiếm cái cột frame number thôi. Thì mạng một chiều tìm kiếm thì khi mà có đến hàng chục nghìn phần tử đến hàng trăm nghìn phần tử thì nếu mà tìm kiếm tuyến tính thì nó rất là lâu, đúng không nào? Các bạn còn nhớ ở trong môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật có cái cách nào để tăng tốc cái việc tìm kiếm trong mảng một chiều gồm n phần tử không nhỉ? Bạn Đỗ Minh Quân có mặt không? Em có. Quân trả lời cho mình cái câu hỏi vừa rồi. Trong môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật, với cái việc tìm kiếm trong mạng một chiều gồm n phần tử, bạn có cái cách nào để tăng tốc cái tốc độ tìm kiếm không? Bình thường là sẽ là ON, đúng không? Nếu mà chúng ta duyệt tuần tự từng phần tử trong cái mạng đấy thì chúng ta có những cách nào không để tăng cái tốc độ tìm kiếm lên? Theo em nhớ thì có tìm kiếm nhị phân ạ. Rồi, cách thứ nhất là tìm kiếm nhị phân, mà cái độ phức tạp nó đã giảm xuống bao nhiêu? Em không nhớ lắm nhé. Hay là ON chia 2 ạ? Log N chứ không phải ON chia 2, đúng không? Dạ, từ ON xuống O log N. Rồi, đấy là tìm kiếm nhị phân. Còn ngoài tìm kiếm nhị phân ra, bạn còn nhớ còn cách nào nữa không? Không ạ. Rồi, cảm ơn bạn Quân rất nhiều. Bạn tiếp theo là bạn Bạch Quang Hiệu có đấy không nhỉ? Bạch Quang Hiệu có ạ. Đấy, em vẫn trả lời ý vừa rồi, tức là bạn vừa rồi bạn bảo là có một cách là dùng tìm kiếm nhị phân này, thì còn cách nào nữa ngoài tìm kiếm nhị phân không nhỉ? Em nghĩ là chỉ có cách tìm kiếm nhị phân thôi. Em thử nhớ lại trong môn cấu trúc dữ liệu là thật thì cái việc mà tìm kiếm một trong cái mạng n phần tử ấy, thì là em được học những thuật toán nào, chẳng nhẽ các thầy dạy mỗi tìm kiếm nhị phân này? Mình có thể là duyệt qua tất cả các phần tử trong mạng. Thì đấy là ON rồi, đúng không? Đấy là cái truyền thống các bạn vẫn làm từ hồi mới nhập môn chưa học về cái tối ưu thuật toán, đúng không? Hoặc là dùng cấu trúc hash table. Chính xác là bảng băm, đúng không nào? Cảm ơn bạn Hiểu rất nhiều. Ít ra các bạn còn nhớ một chút rồi đấy. Thì để chúng các bạn sẽ thấy là chúng ta có những cái giải pháp khác nhau. Thứ nhất là chúng ta có thể dùng cái hàm băm hash function để làm. Thì mình sẽ giải thích sau, đúng không nào? Hoặc là các bạn có những cơ chế là tìm kiếm nhị phân, nhưng bản chất của tìm kiếm nhị phân chính là các bạn phải sắp xếp lại, và sắp xếp lại thì để nhanh hơn thì thực ra là chúng ta dùng một cái cấu trúc là cây nhị phân. Cây nhị phân là một trường hợp đặc biệt của cái cây cân bằng balance tree. Các bạn hay nhầm balance tree với binary tree. Cái B tree thì người ta viết tắt của balance tree là cây cân bằng, còn binary tree là một trường hợp đặc biệt của cây cân bằng, đúng không nào? Thì vậy là gì? Chúng ta có hai cái phương thức gọi là kinh điển để tăng tốc của việc tìm kiếm trong cái mạng một chiều gồm n phần tử. Như mình nói là các bạn dùng hàm băm hoặc là dùng cái cấu trúc cây, đúng không nào? Thì cái đấy mình sẽ đề cập sau. Còn ở đây có một cái cách thức khác mà chúng ta sẽ đẩy nhanh cái việc tìm kiếm bằng cách là đẩy một cái phần của cái bảng phân sang lên cache, đúng không nào? Và cái phần được đẩy lên cache thì được gọi là Translation Look Aside Buffer hay là TLB. Sau này mình thường là gọi tắt là TLB và cũng không dịch ra tiếng Việt. Tại vì dịch ra tiếng Việt của những cái này nó không có thuật ngữ và dễ bị sai. Tại vì nhiều thuật ngữ tiếng Anh khi dịch tiếng Việt nó cứ về một cái từ nào đấy thì là dễ bị hiểu sai, nên ở đây mình giữ nguyên là TLB. Các bạn sẽ thấy là luôn luôn mình dùng là TLB. Translation Look Aside Buffer là gì? Khi mà kích thước bảng phân trang nó quá lớn thì mình sẽ đẩy một phần của bảng phân trang lên cache, và cái phần và cache thì kích thước nó cũng nhỏ thôi, đúng không nào? Nên là cái phần TLB này thông thường nó cũng chỉ chứa tối đa là 1024 hàng, đúng không nào? Không quá nhiều.
Đây các bạn sẽ thấy là TLB thì thông thường rất nhỏ, nó có khoảng 64 hàng đến 1024 hàng thôi. Đúng không? Như vậy thì là cái lúc mà cái cơ chế của chúng ta khi mà tìm kiếm frame number của một cái trang tương ứng ấy thì nó sẽ theo một cái này nó phức tạp hơn so với cái thông thường. Là thứ nhất là chúng ta có địa chỉ vật lý là mã số hiệu của trang và offset trong cái trang đấy. Đúng không nào? Để thực thi một cái lệnh nào đấy thì chúng ta phải cung cấp địa chỉ vật lý của nó là gồm page number và offset. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ tìm kiếm trên TLB. TLB là đang lưu trữ trên cache thì là cái tốc độ truy cập cache nó nhanh hơn rất nhiều, đúng không nào? Tuy nhiên TLB nó chỉ chứa một số trang của cái bảng phân trang này thôi. Bảng phân trang gốc của chúng ta thì ở dưới RAM, đúng không nào? Thì nếu mà tìm thấy trong TLB thì chúng ta gọi là TLB hit, đúng không? Tìm thấy trong TLB là TLB hit thì là chúng ta sẽ tính ra được luôn cái địa chỉ vật lý của nó, đúng không nào? Vậy là gì? Để truy cập được địa chỉ vật lý này, chúng ta cần một lần là truy cập vào TLB là ở trên cache này và một lần truy cập vào RAM này để lấy ra cái nội dung của cái câu lệnh đấy. Còn nếu mà TLB miss là gì? Là chúng ta sẽ không tìm thấy cái trang đó trên TLB. Không, khi mà không tìm thấy cái trang đó trên TLB, đương nhiên là chúng ta phải vào RAM chúng ta tìm, đúng không? Vậy là chúng ta đã mất một lần tìm trên TLB, chúng ta không thấy thì chúng ta lại phải vào RAM tìm, đúng không nào? Và với những trường hợp TLB miss này thì người ta phải cập nhật lại cái TLB. Tức là ở đây chúng ta thấy là chúng ta đã không tìm thấy cái trang này trong TLB, như vậy TLB sẽ phải cập nhật lại, là chúng ta phải đẩy cái thông tin của trang này lên TLB. Tuy nhiên để đẩy được lên TLB nó đã đầy rồi thì chúng ta phải loại bỏ một cái số trang mà ít dùng, chúng ta trong một thời gian chúng ta ít dùng đến nó thì chúng ta lại phải loại bỏ những cái trang này khỏi TLB, đúng không nào? Thì đấy là mỗi lần có TLB miss thì là chúng ta thấy là chúng ta sẽ mất thêm một lần truy cập vào RAM nữa. Tức là mỗi lần TLB miss là gì? Chúng ta đã truy cập vào TLB một lần và không tìm thấy thì chúng ta vào RAM để chúng ta tìm nó. Sau khi có cái địa chỉ frame number tương ứng của nó thôi thì chúng ta lại vào RAM lần thứ hai để chúng ta lấy ra nội dung của cái địa chỉ X hay cái biến Y nào đó, đúng không? Thì đấy là cái mà cơ chế chúng ta phải làm việc khi mà dùng TLB. Và với cái cách thức này thì người ta có cái để tính cái thông số gọi là thời gian truy cập hiệu quả, effective access time, hay là viết tắt của là EAT đấy. Chúng ta hay viết tắt là EAT, giống như chữ ít, đúng không? Thì nó sẽ tính toán dựa trên là gì? Là hit ratio, tức là tỷ lệ trúng trên TLB. Ví dụ giả định rằng ở đây là chúng ta tỷ lệ trúng trên TLB là 80%, đúng không nào? Thì 80%, ví dụ trong 100 lần thì 80 lần chúng ta tìm thấy nó ở trên TLB thì chúng ta chỉ phải vào cache để tìm nó thôi, đúng không nào? Thời gian vào cache thì là nó nhanh hơn, đúng không? Còn 20% còn lại thì chúng ta có TLB miss. Thì TLB miss thì là chúng ta lại phải vào bộ nhớ chính, đúng không? Và chúng ta phải truy cập 2 lần. Thì ở đây với cái bài toán đơn giản thì người ta giả định rằng là cái thời gian truy cập vào cache và RAM thì bằng nhau, đều bằng 10 nano giây để đơn giản hóa nó. Tuy nhiên với cái TLB hit là 80% thì chúng ta chỉ phải truy cập TLB một lần thôi để chúng ta lấy địa chỉ, đúng không nào? Còn đấy là mình không tính đến cái lần mà chúng ta để đọc nội dung nhé. Mình bỏ qua cái lần đọc nội dung này, thì là để lấy được cái frame number tương ứng thì chúng ta chỉ vào cache một lần thôi. Nhưng mà với TLB miss thì chúng ta phải vào 2 lần, là một lần vào cache, một lần vào RAM. Thì chúng ta phải vào 2 lần, thì đấy là 20% số lần mà TLB miss thì là chúng ta phải truy cập bộ nhớ 2 lần. Còn ở đây chúng ta giả định rằng thời gian truy cập vào cache và thời gian truy cập vào RAM là bằng nhau, đúng không nào? Thì 80% là chúng ta truy cập một lần thì là nhân với 10 nano giây này, cộng với 20% là chúng ta là miss thì là chúng ta phải truy cập 2 lần là 20 nano giây. Thì ra cái thời gian truy cập hiệu quả sẽ là 12 nano giây. Thì sau này các bạn kiểm tra học ấy thì sẽ có những cái bài tập tính toán cái thời gian truy cập hiệu quả này, đúng không nào? Chúng ta chú ý. Còn đây là một cái ví dụ khác với cái tỷ lệ trúng, hit ratio nó là 99%, đúng không nào? Thì lúc đấy chúng ta thấy cái thời gian truy cập hiệu quả của nó là chỉ gọi là lên một chút xíu là 10,1 nano giây thôi, đúng không nào? Đây là cái ví dụ để các bạn hiểu được cái vấn đề là khi dùng TLB thì là chúng ta thấy là mặc dù tăng tốc lên
nhưng mà nó sẽ xảy ra cái tình trạng là miss nữa, đúng không? Thì chúng ta phải điều phối với phần miss này thì nó mất nhiều thời gian hơn. Vậy là cái thời gian truy cập trung bình nó sẽ tăng lên, đúng nào? Rồi này, bây giờ mình muốn các bạn làm cái bài tập này để các bạn hiểu được nhé. Các bạn làm bài này trong 15 phút cho mình, 8.25 này. Và chúng ta sẽ chữa bài vào 9:40. Có ai câu hỏi gì phần này không? Bây giờ chúng ta sẽ làm 8.25 nhé. À gì? 8.25 đúng không? Giờ để các bạn 9:50 luôn nhỉ, 9:50 chúng ta nộp bài nhé và chúng ta sẽ chữa bài.
Mình thấy khá nhiều bạn đã nộp bài rồi thì mình mời một bạn nào đó xung phong lên chữa cái bài này, đúng không nào? Có bạn nào xung phong không? Lớp mình nhỉ? Có bạn nào xung phong chữa bài không nhỉ? Bạn Nguyễn Minh Hiếu, mời bạn Hiếu xem màn hình, đúng không nào? Để em chữa thử, em không biết đúng không? Ừ, thôi cứ mạnh dạn thôi, đúng không nào? Rồi em zoom lại là cho thật nó to lên nè. Đấy ạ. Rồi, Hiếu, Hiếu tính đi. Trước câu A này tìm lại đề. Qua này bảo là phải mất 50 nano giây để cái tham chiếu đến bộ nhớ, thì hỏi mất bao nhiêu thời gian để tham chiếu đến cái trang này, thì sẽ thời gian ở đây sẽ là đầu tiên là tốn mất 50 giây để truy cập đến bộ nhớ, và mất thêm 50 giây nữa để truy cập vào từ nhớ ấy. Nên là sẽ mất là hai lần thứ nhất vào bộ nhớ làm gì và lần thứ hai vào bộ nhớ làm gì? Chúng ta có hai lần truy cập bộ nhớ đúng không? Nhưng lần thứ nhất làm gì, lần thứ hai làm gì? Lần thứ nhất là truy cập vào trong cái trang ấy. Bảng phân trang đúng không nào? Bảng phân trang base table. Đấy, base table. Nó ở bộ nhớ này, lần sau khi biết được nó ở cái frame bao nhiêu thì chúng ta mới đọc nó ở cái frame tương ứng trong cái bộ nhớ đúng không? Vậy là chúng ta phải truy cập hai lần. Hai lần. Đúng rồi, 100 nano giây. Câu B này thì thêm nó vào cái TLB này thì sẽ có 75% này là miss. Đúng rồi. Thì sẽ có 25% là miss thì. Đúng rồi. Đây nếu mà với phần hit thì sao? Với hit thì sao? Hit thì chúng ta phải làm gì? Thì theo như hồi nãy thì thời gian này sẽ nhân với cái phần hit này và cái phần miss này, thì khi mà nó chia xong thì nó còn phải một cái cánh... Ok, cái phần miss rồi thì phần miss ấy thì là chúng ta làm vào TLB đúng không, là chúng ta không thấy thì là chúng ta phải vào RAM. Được, bạn chỉnh đúng rồi đấy. Mình vào RAM hai lần đúng không? Vào lần thứ nhất để đọc bảng phân trang và lần thứ hai thì đã đọc ra cái giá trị đấy. Thì là vậy là với phần miss là chúng ta sẽ là 20 × 50 + 2 là đúng rồi. Còn phần hit ý là chúng ta là lần đầu tiên là chúng ta vào TLB là chúng ta thấy luôn đúng không, là 2 nano giây tìm được luôn, và chúng ta chỉ vào RAM để chúng ta đọc ra nội dung của nó. Vậy là 50 + 2 là đúng rồi. Vậy là em tính ra kết quả là 0.75 × 52 đúng không? Tính lại chưa? Lúc mà chỉnh lại tính lại chưa? Có phải 64.5 không? Có, em bấm máy tính thì đúng đấy ạ. Nhưng mà lúc em ghi vào đây thì ghi nhầm thôi. Còn thực ra là bạn làm là chuẩn rồi đấy. Thế là bạn Hiếu, bạn đã hiểu bài rồi đấy. Tức là với phần hit là chúng ta vào két thì mất có 2 nano giây thôi đúng không ạ? Hiếu cứ giữ nguyên cái đấy cho mình nhá. Đợi xe lại. Các bạn nào có đặt câu hỏi cho phần này không nhỉ? Các mọi người đã hiểu được cái phần tính toán này chưa nhỉ? Và với phần miss thì là chúng ta phải vào TLB thì mất 2 nano giây, nhưng mà phải vào RAM 2 lần đúng không nào? Một lần là để đọc bảng phân trang và một lần để đọc cái nội dung của nó. Thì như vậy thời gian truy cập trung bình là 64.5. Thì đây là một cái dạng bài tập sau này các bạn là sẽ gặp rất nhiều ở trong cái thi trắc nghiệm, là người ta sẽ cho các bạn những cái giá trị như thế, chúng ta phải tính toán nhanh. Thông thường là các bạn phải tính cái bài này dưới 5 phút thì bạn mới kịp thời gian đúng không nào? Cảm ơn bạn Hiếu rất nhiều. Mình để cho Hiếu một điểm.
tiếp tục chia sẻ màn hình thì chúng ta chỉ còn khoảng mấy slide nữa thôi, còn cái phần liên quan đến cấu trúc của bảng phân trang thì là buổi sau mình sẽ giải thích và làm bài tập vào buổi sau, nhưng mà hôm nay mình mà học thì nó thành nhiều quá. Mình đã đẩy cái bài tập này là một cái bài tập về nhà cho các bạn rồi, các bạn để ý nhá, là cái exercise số 4 sẽ là bài tập về nhà của chúng ta liên quan đến sử dụng bảng phân trang để tìm ra các địa chỉ. Các bạn thấy địa chỉ ở dạng hectare nên tính toán của chúng ta nó sẽ phức tạp hơn một chút, nó không đơn giản như là cái bài tập ở trong slide chúng ta đã làm là nó nhân chia chúng ta nhầm được đúng không nào. Thì bây giờ chúng ta phải tính toán phức tạp một chút. Còn cái câu B thì các bạn phải có cái tưởng tượng nó phong phú hơn một chút. Các bạn đã đủ kiến thức để làm rồi nhưng mà các bạn phải tưởng tượng phong phú lên một chút đúng không nào. Phần này thì bạn nào chữa được thì là tốt, buổi sau sẽ được điểm nốt cao này. Rồi này, bây giờ chúng ta tiếp tục cái phần bài. Ta sẽ những cái liên quan đến bảng phân trang thì mình sẽ trao đổi với các bạn sau. Chúng ta đã có bảng phân trang đa cấp, bảng phân trang dùng hàm băm, rồi bảng phân trang nghịch đảo, thì chúng ta sẽ trao đổi buổi sau để các bạn làm bài tập luôn, các bạn hiểu. Còn hôm nay chúng ta sẽ nói một số cái kiến thức tiếp theo của cái phần phân trang này. Rồi bài tập đây. Phần liên quan đến bảo vệ bộ nhớ thì là chúng ta sẽ có cái như này. Chúng ta tưởng tượng rằng là một các trang của tiến trình khi được thực thi thì là các trang này được tải vào frame đúng không nào. Và khi thực thi xong thì là nó phải giải phóng các frame chứa các trang này để cho các trang khác được tải vào đúng không, cứ liên tục như thế. Thì như vậy là có một trang được tải vào đâu đó thì là sẽ có cái frame tương ứng của nó trong cái bảng phân trang này đúng không. Nhưng mà khi thực thi xong thì là nó phải giải phóng cái frame đấy. Thì bây giờ chả nhẽ giống như nếu mà chúng ta có cái bảng này ở ngoài đời giống như là cái bảng đen của chúng ta thì chúng ta sẽ mang gọi là rẻ lau, chúng ta xóa đi, là chúng ta xóa cái frame tương ứng đi, là bảo là cái trang này tôi đã thực thi xong rồi, tôi không tải vào frame nữa. Thì đấy là ngoài đời, còn bây giờ trên thực tế chúng ta triển khai như nào, chúng ta không có cái có một người nào hay một cái tiến trình nào lại cứ phải mang cái rẻ lau đi xóa ở trong cái bảng của chúng ta được. Và như vậy người ta lại phải dùng thêm một cái cột nữa. Cột này được gọi là valid invalid bit, để ngầm chỉ là cái trang này đang ở trong frame hay không. Nếu mà valid là cái trang này đang ở trong frame thì cái số hiệu frame tương ứng của nó là đúng, là đúng là cái trang số 0 đang tải ở frame số 2, thì là cái nếu cái trường này là valid đúng không nào. Vậy là cái cột này nó chỉ có kích thước là 1 bit thôi nhá. Nó có giá trị là true hoặc false, hoặc là valid hoặc là invalid, chỉ là 0 hoặc 1 thôi đấy. Còn nếu invalid là sao? Nghĩa là cái trang này chưa được tải vào frame, nên cái số hiệu nào đó để ở đây này có một ngoài giá trị 0 thì nó có thể là giá trị gọi là ABC, gọi là 10, 11, 12, 13 gì đấy đúng không nào. Nhưng mà nó không có hiệu lực, tại vì là khi mà cái cột này được là invalid, tại vì là nó đã được tải vào thời điểm nào đó nhưng mà nó dùng xong rồi thì là nó giải phóng cái trang đấy đi để cho người khác dùng đúng không nào. Thì là cái này gọi là invalid. Thì đấy là ý nghĩa thứ nhất là của cái valid invalid bit, để chúng ta biết là cái trang này đang ở frame này đúng hay sai đúng không nào. Ví dụ trang 5 đang ở frame số 9 valid thì là đúng, nhưng trang 6 đang ở frame số 0 thì là invalid, là sai, nghĩa là trang này đã thực thi xong rồi, chúng ta đã giải phóng cái frame số 0 đi rồi cho cái tiến trình khác dùng rồi đúng nào. Thì là cho cái invalid ấy thôi. Thì đấy là một cái trường valid invalid có thể dùng được. Ngoài cái valid invalid thì sau này các bạn sẽ thấy là còn có cái trường gọi là chúng ta cho biết là read only hay exclude, thì chúng ta có thể thêm những cái cột gọi là một bit như này nữa, thì chúng ta sẽ nói chuyện vào những cái buổi sau về cái trường này sau, gọi là để cho phép là cái trang này chúng ta có quyền để đọc hay là viết hay là execute gì đấy, thì là chúng ta sẽ nói sau.
Rồi bây giờ lại đến chúng ta sẽ thấy là gì? Có rất nhiều cái tiến trình nó chia sẻ các thư viện dùng chung. Ví dụ như chúng ta biết là trong C cộng cộng thì chúng ta hay có cái thư viện STD là standard, đúng không nào? Nó chứa các hàm mà chúng ta cơ bản trong C cho cộng cộng gì đấy. Vậy là có rất nhiều thư viện dùng chung của các chương trình. Thì nó sẽ có những cái trang cho thư viện này được nhiều tiến trình cùng dùng, ví dụ thư viện số 1, 2, 3, 4 này này. Do rất nhiều tiến trình B1 dùng này, tiến trình B3 cũng dùng, đúng không nào? Thì thay vì là phải B2 cũng dùng, ba tiến trình này cùng dùng cái bốn cái trang thư viện này. Thay vì là cứ phải mỗi cái thư viện này chúng ta tạo ra một cái bản riêng cho từng tiến trình thì người ta sẽ dùng chung là bốn tiến trình dùng chung. Như vậy là trên RAM chúng ta chỉ có một bản copy của bốn cái thư viện này thôi, đúng không? Chỉ có một cái bản copy thôi, và tất nhiên là nó sẽ ở cái chế độ là read only, chúng ta không chỉnh sửa được, đúng không nào? Tại vì thư viện thì là thường là read only chứ không thể là write được. Thế, đấy thì nó sẽ không ảnh hưởng. Như vậy là chúng ta sẽ tiết kiệm, thay vì là ba tiến trình là chúng ta cần là 4x3 là 12 trang, đúng không? 12 frame để lưu bốn cái trang thư viện này, thì bây giờ chúng ta chỉ cần 4 frame thôi, và đây là bốn cái trang nó sẽ dùng chung. Thì hệ điều hành nó sẽ có cái cơ chế để nó kiểm soát cái trang dùng chung này giữa các tiến trình. Đây là các frame dùng chung, xin lỗi, đây là các frame dùng chung giữa các tiến trình. Thì đấy là một số cái tối ưu của hệ thống khi dùng cái cơ chế, chúng ta gọi là cơ chế phân trang. Và bài hôm nay chúng ta tạm dừng đến cái slide số 49 này thôi. Buổi sau chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu các cấu trúc của bảng phân trang đối với những cái bảng phân trang lớn ý, để chúng ta tối ưu nó. Như chúng ta nói là chúng ta có dùng cơ chế như là cấu trúc cây hay là cấu trúc hàm băm để tối ưu cái việc truy cập tìm kiếm trong cái mảng một chiều của n phần tử, thì là tuần sau chúng ta sẽ học, đúng không? Thì bài hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Có ai có câu hỏi gì được không nhỉ? Vậy nếu các bạn không có câu hỏi gì thì chúng ta kết thúc buổi học ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều, đúng không nào? Cả lớp về chú ý là bài tập, tất cả những bạn nào mà chưa nộp kịp các bài tập từ số 1 đến số 4 thì các bạn nộp bổ sung cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Em chào cô ạ. Em chào cô ạ.